Lâu các tình yêu nha, như lấy hàng vậy em. Phóng đi siêu âm đi. Đợi anh Tuấn nữa hả? Hai em mà chạy thẳng xuống xuyên Á mà khám cho rồi. Chạy xuống chờ đợi thôi. Mẹ chứ hả? Nghe tưởng cái bệnh viện nó thiệt, nó nghe bệnh viện nó tự nhiên. Ờ, tự nhiên. Ờ, hiếp lắm. Chờ đấy. Đi bần cùng mới xuống vô đó, vô đó mà trả về là hiểu rồi đó, là thôi đó, thôi giờ hết luôn. Bệnh viện mà tiến sĩ những cái ca mà nó là cứ cái gì vô đó mà trả về là hiểu rồi đó. Như là nó là nghe từ bệnh viện đó là thấy gần đất xa trời. Hết luôn, xếp đi hả? Ok bố, ok chị nhà tường, kẹo bông. Hello cả nhà, đang khỏe và chuẩn bị chiến đấu. Nghe được rồi hả? Hôm nay lấy sức để chiến đấu nha. Em chào các chị của em, chào các tình yêu của em Nhung. Hôm nay là một ngày live vô cùng là đặc biệt ạ. Ngày thứ live này quan trọng lắm luôn các bạn. Tại vì do là áo chủ lên cho em, áo chủ lên có chưa? Nam ơi, áo chủ, bộ ống loe, bộ ống loe có luôn rồi phải không? Em thích áo chủ, chị mới ấp. Có luôn áo chủ, có luôn. Kiểm tra áo chủ nó thải quay chị chưa? Ống loe, rồi áo chủ, có áo chủ. Đưa chị coi coi, đó là gì vậy? Hello cả nhà, nhà mình ai có mặt ở trong live comment lên giúp em với ạ. Xét trắng trắng nhí đại, em ơi xét zin nè, xét zin cho thủy cam, trắng nhí đại, đỏ nhí đại, xét zin, xét zin em ra mốc luôn đi chị Nhung Vân, đi xét zin này em ơi, nhanh lên nào, trắng nhí đại, đỏ nhí đại rồi chị bị nè, chị bị màu xám nhí đại. Ủa cái hàm răng mình đâu có đâu. Hỏi anh Thái xin đặt chừa chưa ạ? Anh hỏi giúp em xếp zin em đặt chừa chưa? Phan Tường đã phản cho em hết chưa? Em vừa lấy 5 triệu tiền Lanh Thái hả? Lanh ở bên Ninh Hiệp hả bố? Lanh ở Ninh Hiệp hả? Phan Tường, Phan Tường lấy hàng cho em đó chưa? Phan Tường lấy rồi. Em ơi Phạm Thịnh đi hàng chưa? Lanh chứ. Đi rồi phải không? Bạn đi chuyển khoản đây. Không phải chị Bỉ, chị Bỉ
Bỉ, chị Bỉ, vâng. Còn ít anh bên Sài Gòn mình kìa, còn ít anh Sài Gòn, có ai hóng sale không, sale Nhung sale luôn cho. Ai muốn em sale lanh cho các chị sale lanh báo em nhá. Để chúng ta còn chiến hôm nay áo của trụ đồ này kia về hết luôn đó các bạn. Áo của trụ các em đang kiểm rồi. Phạm Thịnh, cảm ơn Phạm Thịnh, đi hàng luôn rồi Phạm Thịnh ơi, đi hàng rồi nhá. Thằng gì nhỏ xe mới bốc đi hàng luôn rồi đó. Nói chung là bên em là rất rẻ lắm, các chị cứ bắn một cái là tin cái là đảm bảo luôn, hàng lên xe ngay và liền luôn. Chỉ có chờ như thế thôi các bạn, để cho xe cho kho nó nhanh, kho nó trông. Các bạn chỉ cần tin cái là bên này nó giật mình cái là nó đi luôn. Xỉ mới ép Zalo số điện thoại giùm em nha các bạn nha, xỉ mới ép Zalo số điện thoại ghi trên màn hình. Đây ạ, 0906749049. Và tất cả các bạn xỉ lưu ý giùm em là ngày hôm nay chúng ta sẽ like cái cữ này dành cho các bạn, dành cho bán lễ nha. Lễ, hàng trụ, hàng VIP rồi kia, bộ bé gái nhiều lắm, hôm nay bộ bé gái là chủ đạo luôn. Bộ bé gái là chủ đạo nha. Thế thì em bốc cho chị Đại đi. Em bốc cho chị Đại. Còn bắt đầu luôn nha các tình yêu của em nhé, bắt đầu. Chưa quên mất, cứ lẩm cẩm ghê luôn. 21 chị đang xem rồi. Nhà mình comment lên giúp em với, đừng để mất tương tác. Facebook bây giờ nó tương tác kém lắm luôn. Tiêu nha Thủy ơi. Hai nghìn. Nhưng mà đừng có liên tục. Yếu bộ nhí nó về kìa, bộ lớn chứ nhí mẹ chứ. Rồi, rồi bắt đầu các tình yêu của em nha, bắt đầu em xả mấy cái ri đầu giờ này, 15 phút đầu giờ đây. Các bạn nha, ở đây có một ri áo Hàn Quốc, cái đầm Hàn Quốc, các bạn nhớ cái hàng này không ạ? Cái hàng của nhà này này, nhà này thì vải nó là đỉnh của chóp đó, gọi là siêu đỉnh luôn, đầm body này, đầm body nha, hàng này nó đỉnh của đỉnh luôn, xả mọi người 39.000. Rồi đẹp lắm luôn á, đầm thun Hàn Quốc nha mọi người nhá. Rồi 39.000 hồng sữa này, 39k vải này nhận về là các bạn ngất ngây luôn á, đếm số lượng máu cho Thủy. 39.000 các bạn nhá, 39.000. 39.000 có một đi. Xả cho mọi người luôn, 39.000 xong ăn kít, cảm ơn em yêu của chị. Xong ăn kít, cảm ơn em yêu. Rồi ở đây có một đi quần da cá. Quần lẻ da cá xả cho mọi người giá 29k, đẹp cực luôn. Thể thao 29 39 4 49 luôn. Nhí đại cô nha các bạn nhá, có một suốt. Nhí đại cô, hello Jenny Nguyễn, hello Jenny Nguyễn. Các bạn cần cái gì các bạn cứ nói, các bạn cần cái gì nói em sẽ lên theo đúng yêu cầu của các bạn cho nên nhanh. Rồi ai lấy cho mình em nhí đại cô quần nha. Đẹp cực luôn. Rồi ai lấy cho mình em nha. Nhí đại cô, cái này có nhí đại cô quần này, nhí đại cô. Quần bên nhà Vogo đó, nó là da cá. Vải đẹp cực luôn. Rồi màu đen có một ri thôi, đen này có gì vậy? Đen có đại cổ luôn, 3949 đại cổ. Đại cổ đen, ai lấy đen ủng hộ Nhung đen nhá, đen đại cổ. Đen đại cổ. Quần lẻ. Quần lẻ đen đại cổ, với cái hàng này các bạn đi nhập ở ngoài nghiêm hàng cao lắm. Nghiêm cao lắm luôn, đen đại cổ. Đen đại cổ đấy các bạn ơi, ai lấy cho mình em đen đại cổ rồi.
Ở đây còn một cái áo lẻ hàng của bên nhà cũng của nhà Hàn Quốc đó luôn. Áo yếm như thế này. Đẹp chưa? Cái này thêu đơn giản vậy đó. Rồi ai lấy cơ mời áo nha, áo xả mọi người 25.000. Xả 25.000. Suốt cho chị Lê Nguyễn Thu Hằng màu xám này. Suốt Lê Nguyễn Thu Hằng đến số lượng báo thì bao nhiêu quần đại lên quần. Rồi, cái này báo nhiêu nhỉ? 25.000 cho xong ăn thế này. À, xong ăn kiếp này. 25.000 xong ăn kiếp này. Ở đây còn một cái áo thiết kế nhung lâu lâu sản xuất má bộ xanh nhí. Đi cho em cũng nói giờ nào. Thích không? Thích xả không? Nhung xả luôn cho. Đùng 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 dụ nhỉ Nhung. Làm thịt đó. 2939. 49 ở 29. Rồi áo này áo của đẹp đỉnh nha. Áo này áo của mặt tây kinh vải đỉnh lắm luôn á áo. Áo lẻ này xả 25.000 luôn. Áo có mặt áo giùm em nha. Áo nha mọi người nha. Áo ai lấy áo có mặt áo. Áo đỏ này xanh đại. Hồi đại tính 25 luôn áo cho Thu Lê Ân Thu Nguyễn Lê Hằng luôn. Lê Nguyễn Thu Hằng luôn anh này. Thu Nguyễn Lê Hằng. Ừ đúng rồi 855 em ạ. Lê Nguyễn Thu Hằng. Rồi, hello anh Dung. Cái này là thiết kế size đại hàng của TH. Hàng của TH thiết kế size đại đẹp lắm luôn. Thiết kế size đại các bạn ơi, thiết kế size đại. Quần nhí đại em hết rồi. Trời ơi cái áo này nó vip kinh khủng luôn, xả mọi người 29. Xả 29 hàng này mắc lắm nha các bạn nha, 29. Đen xám em hết ạ. À đen này cho mừng này em ơi. Quần nhí đại hả? Cái quần này có nhí đại không? Quần chỉ có đại cô thôi chị ạ. Quần em có đại cô ấy, đen á. 29.000 xong ăn xong ăn kiếp. Cho chị mình đúng không? Đen nó là size gì? Coi coi. Xong ăn kiếp. Rồi cái đen đó là chỉ có cô, đại với cô thôi hả? Quần này em chỉ có đại cô thôi chị mừng ơi. Này 3949 nè, đại với cô. Nhá 293949 bây giờ đen chỉ có đại cô. Xong ăn kiếp áo đại 29 rồi. Dạ, yeah, bây giờ chỉ có đại cô thôi chị mừng ơi, đại cô thôi. Đại cô có ủng hộ em Nhung đại cô không? Quần á. Áo hồng đúng rồi, Lê Nguyễn Thu Hằng là áo hồng á. Bà chị mừng này sao? Không không. Đen đại cô Cẩm Hồng Nguyễn, đen đại cô cho Cẩm Hồng Nguyễn em ơi, cái quần đen đại cô. Rồi áo này nhá, hồng này. 25.000 luôn, hồng. Nó sai phần này. Ừ, nó phải được xài em ơi, nó phải xài cái tay bó thôi tại vì nó ẩn quá. Ai lấy hồng cặp, có mặt hồng cặp, xám hồng không? Dạ xám. Hồng cặp này 25.000. Hồng cặp 25. Cặp 25-29 các bạn nhé. Có nhí đại luôn. 25-29, áo cổ trụ của Nam có luôn 100% sẽ có. Có 100% sẽ có. Áo này hàng của Dorubi. Hàng này hàng của Dorubi các bạn, hàng của Dorubi. Đẹp quá. Áo dây này. Dây nha các bạn nhé, dây. Hàng của Dorubi vải đẹp lắm luôn. Nhưng không biết nữa, cũng hình như là đâu hình như mấy, chả biết nữa, tuyết đăng ký Minh Giang. Tuyết đăng ký xong rồi cài một lúc mấy trang đồ này kia, chị ké, dạ chị ké. Hình như rẻ hay sao, để lắm cho Nhung hỏi cho. Rồi cốm, ai lấy cốm mà mình cốm giùm em, cái này xả 25.000 luôn. Size đại luôn nha. Size đại xả 29.000 đi. Size đại, các bạn size đại giùm em. Áo của bên nhà Dorubi, size đại giá 29.000. Tốc kinh khủng, đẹp vô cùng luôn. Dây cốm của Jenny Nguyễn. Ok, 29.000. Hàng Dorubi size đại. Có xanh nhí không? Đại. Rồi, y như vậy luôn hồng. Rồi, mùa nóng đến nơi rồi mà các bạn. Mùa nóng đến nơi rồi mà áo dây trong shop không có thì sao được các bạn ơi. Size đại nhá, 29.000 hàng của Dorubi. Vải đẹp lắm, vải đẹp cực kỳ luôn. Ai lấy cho mình em màu hồng. Hồng có 1 ri thôi. Hồng 1 ri. Cam 1 ri. Mỗi thứ còn đi nên phải 29.000 hàng này các bạn đi nhập năm mấy ngàn ạ. 25 là size nhí, 29 là size đại. Hồng cho Phạm Quỳnh Trâm. Rẻ lắm luôn rồi, vải đỉnh cực kỳ luôn. Chị Thu Thủy hả? Thu Thủy ơi, hàng này là 20. Cam cho bạn Cao Minh. Cam Cao Minh hồng hết hả? Hồng cho Song An tiếp. Hồng của Song An tiếp 29.000 size đại, nhí 25. Nhưng mà hết nhí hết rồi. Còn hồng không? Hết. Còn ri cốm đây này. Còn Hồng Minh hả chị? Phạm Hồng Minh hả? Phạm gì? Phạm Quỳnh Trâm. Viết trước khi bỏ bọc. Hết cam Cao bây giờ. Đi 6. Xong ăn kiếp đi 6 thôi. Cái này là đi 6. Đến một cái được rồi. Còn ri cốm. Các tình yêu của em nhé. Còn ri cốm đại. Cốm đại. Hết hồng hết rồi. Hết hồng rồi. Hồng có 2 ghi vậy. Rồi cốm. Ai lấy cốm mà mình cốm. Hàng của Dorubi. 2. Đồ ghê. Xong ăn kết là hết rồi, 100 với xong ăn kết rồi.
Rồi cốm cho Phạm Quỳnh Trâm. Cốm 29 nhà. Đẹp cực kỳ luôn, đầm đi thì đẹp quá trời đầm luôn các bạn. Đầm quá trời luôn, đầm nhiều lắm. Còn xét le có luôn Trần Hoàng, xét le mới luôn có luôn này, về luôn rồi này. Về luôn rồi. Chờ Nhung xíu, Nhung xả mấy cái hàng nó nằm ở ngoài 1 ri 2 ri á. Cái này là đầm body hàng của Gogo. Bạn Nhung ơi, còn quần không? Dạ quần không hết rồi ạ. À. Quần không còn không Nam nhỉ? Cái này là hàng của Gogo. Ơi. Đầm thông như vậy xả 39 ngàn một cái đầm. Hai bên có túi cưng cực kỳ luôn. Hai bên có túi. Nhá, hàng cô Tông chính phẩm, hàng của Gogo, hàng của Victor Hugo á. Rồi, đầm body xả 39 ngàn, 39 ngàn. Xả luôn. Có một ri hả? Cái body này còn không? Rồi, ai nhanh thì được sale 29 luôn cho nó tốc. Sale 29 ngàn body, hàng của Victor Hugo. Các bạn đi nhập thì như 8 mấy ngàn đó, 80 mấy ngàn. Nè, cái bộ này nó đẹp vô cùng luôn này. Trời ơi, hàng này ăn đông đẹp cực. Bộ này đẹp lắm luôn. Cao Minh cho 29 ngàn, cảm ơn Cao Minh. Hàng đó bán like, bán ơ câu đồ này kia tuyệt vời luôn. Vâng ạ, à, vâng ạ, à, có. Nói chung là nếu mà còn em báo chị nhá. Em nhớ rồi mừng. Rồi, cái này là set bộ nhá, xả 345 ngàn. Màu xám, màu xám xả 45, 45, 55. Đó, xám còn mấy đi. Xả còn dài. Dài, đi. Ok, để Nhung tìm cho. Tổng kho Thùy Dung. Đã đặt cọc cho Nhung chưa nhỉ? Thùy Dung nhắn Zalo Nhung với Thùy Dung. Nhung quên mất là em là ai luôn rồi á. Tổng kho Thùy Dung. Rồi, xám nè, 4555 nha mọi người nha, 4555. Đẹp cực kỳ luôn, hàng Gogo, đẹp lắm luôn á. Rồi, 4555. Ok chưa, ai lấy xám của mình xám nha. À, khách mới, cảm ơn tổng kho, nhắn Zalo cọc giúp Nhung nha. Cọc giúp Nhung với, trời ơi, màu hồng sữa này. Sữa này, cực kỳ đỉnh luôn, hàng Gogo. Cái hàng này các bạn đi nhập thấp nhất cũng là 7787 là giá sale. 7787 giá sale nha. Riêng màu sữa sốc cho mọi người giá 4959 luôn. Ai chốt nhanh thì được. Cái vải nó đẹp. Đỉnh của chóp, vải đỉnh của chóp luôn á. Rồi, 4959 các bạn nha, 4959 màu sữa. Sữa các bạn ơi. Sữa nha, 4959. Chốt đi, hàng này nó rẻ quá, chịu không nổi luôn á, nhí đại này. 4959. Sữa còn mối nhí hả? Sữa còn mối nhí 49 ngàn thôi ạ. 49 ngàn sữa. Ôi, hàng Ovo mà 49 ngàn sợ. Em ôm vào giá sỉ, không có giá này luôn á, mà bây giờ các bạn được cái giá 49 ngàn. Rồi dâu nhí, ai lấy dâu nhí các bạn, dâu nhí. Ủa các bạn đi đâu rồi? Xong những cái hàng này nó là hàng siêu cao cấp đó các bạn. Nó là hàng siêu cao cấp đó. Rồi ai lấy dâu các bạn, dâu giùm em nha. Dâu. Đường, trời ơi. Ông kia, nóng thế này. Bán gì? Kệ nó chứ. Trời mưa xuống. Ai lấy dâu các bạn, dâu giùm em. Đâu rồi? Dạ, nấu vào đây có lỗ, không lấy được đâu. Nấu thì lại có lỗ. Nấu thì lại có lỗ. Còn rút dây còn. Rút dây em còn đi. Dạ, còn. Rút dây còn mỗi màu xanh thôi, hết sạch ôm rồi. Rút dây còn mỗi màu xanh phải không? Rút dây còn mỗi màu xanh thôi, xả sốc cho mọi người bùa 6979 luôn. Xả sốc mọi người 6979 rút dây. Nhé. Rút dây 6979, còn hình như còn một cặp hay sao, chả biết nữa. 6979 lại. Hồ Vĩ, hàng của bên nhà Gogo thì form chuẩn mà. Nha, form chuẩn mà. Xanh đại cho chị Vĩ. Đâu, xanh đại em. Xanh đại chị Vĩ, em cảm ơn chị. 6979. Đẹp tuyệt vời luôn. Nó đang chen cái hàng này đó. Chị Vĩ đang cần cái bộ bé trai phải không chị Vĩ ơi? Để em lua cho nhá. Rồi, ai lấy báo em. Còn gì em xả cho các bạn. Có cái bộ này nó đỉnh. Xanh cặp cho Trần Lan, còn không? Ờ, còn mối nhí thôi. Trần La ủng hộ em Nhung nhí được không? Hay là chị Bỉ ủng hộ em nốt nhí đi. Còn nhí này. Đâu đại em nhé, đâu đại thôi nhỉ. Đâu đại có nhí thôi. Dạ, chị Bỉ em lên cho. Bây giờ này còn một nhí, Trần La ủng hộ nốt nhí được không? Còn một nhí, chị Bỉ ủng hộ em cặp được không? Chị Bỉ ơi, ủng hộ em cặp đi chứ rất mất nhí, ủng tội nghiệp lắm. Em nào xeo cũng lỗ mất rồi, còn con nhí thôi. Trời thương quá. Trần La nhí ok, Trần La nhí. Cảm ơn Trần Lan nhiều lắm luôn. Rồi ở đây còn một Rico này. Còn một cô. Bà nhí đúng không? Cô ở Trần Lan nhí. Bà nhí không? Một nhí thôi. Nhí chị nhí luôn, nhí Trần Lan ok. Biết em ơi. Có chẳng ai phải biết hết. Rồi cái này em còn sót một Rico xả 85 ngàn. Một Rico duy nhất xả 85. Vải đỉnh nhỉ. Vải đỉnh lắm luôn nhá.
xả 85. Ngồi xuống chị bắt bà phải không? Xả 85. Rồi cam còn 1 ri luôn, xả 85 cam luôn. Cam còn 1 ri xả 85 luôn. Hàng cổ bây giờ là 100 mấy mà giờ xả 85.000 rẻ một quá trời luôn, 8.000 cho Nguyễn Phương. 85 hồng cho Nguyễn Phương. Rồi Trang Trương ơi còn một cam này, hết rồi đấy, còn cam, ai lấy cam cho mình cam. Hương Ngọc Lê ơi còn cam. Hết là hồng rồi, bây giờ cam, cam là Trang Trương, cảm ơn em yêu của chị. Này, 85 sốc luôn á. Hàng này lỗ 20 mấy ngàn một ri, 20 mấy ngàn một bộ đó. Nói 95 mà tiền nói nghĩ 95 mà nói 85 luôn á. Rồi cam 3 bộ cho Trang Trương, cảm ơn em hết. Ở đây còn một cái đầm cồ, cồ này là cồ khủng khiếp. Còn là cồ to dã man, 3 màu. Cồ to lắm luôn. Cồ ai lấy cồ, hello Lan Kim. Còn ri cồ ai lấy cồ mà cồ giùm em. Cồ to lắm luôn, sale cho mọi người giá 69. Sale 69 vì nó còn một ri nên mới cái giá mà nó lỗ nha. Giá này là toàn giá lỗ không á. 69. Cồ 69 to đã lắm luôn, hàng này bán sướng kinh khủng. Thiệt mấy bạn tên tin tin đó. Mấy bạn mập mập đít bữa. Đầm cồ cho Nguyễn Phương, ok Nguyễn Phương biết đi em ơi. Nguyễn Phương. Hết. Cái chị ơi hết rồi này. Đi ba. Rồi ai lấy tím, con sale 69 ngàn luôn tím. 69 ngàn tím này, cái này mẹ mặc vừa, mẹ mặc vừa. Khánh Vy ơi lấy tím đi em ạ, Khánh Vy. Nè, tím này em lấy, ai có lấy tím không, màn tím giùm em. Tím có 1 ri. Tím 1 ri, có màn tím giùm em với. Chị Bỉ lấy tím đi. Ai nhanh thì được nha, tại vì hàng này em đang sale rồi. Tím với chị Bỉ, cảm ơn chị Bỉ luôn này. Em là tím với chị Bỉ này. Cái này biết chưa? Có 9 ngàn em ạ, tím thôi. Nhung đang xả, nói chung là những cái hàng gì mà 1 ri, 2 ri em xả hết, xả hết. Cái này là size chung, vải đỉnh của chóp luôn, lâu lâu có lô sọc đẹp cực. Sạc cho mọi người giá 65 ngàn một lượng. 65 ngàn, hàng này nhập vào là 8 mấy ngàn hết, 65. Ai lấy size chung, đây là số nhỏ nhất, size từ 5 đến 10. Form rất rất to, form rất rất to, đây số nhỏ nhất nha. Rồi ai lấy cho mọi em 65, vải đẹp quá. 65 hả? Thế rồi 65, con mình 65 dùm em nha. Chị này biết đi em. 65, ai lấy 65 của mình 65, 65 cho Phạm Quỳnh Trâm. Cảm ơn Quỳnh Trâm, cảm ơn tình yêu của chị. Rồi, ai lấy cái màu tây này này, màu này đẹp chưa? Ôi ôi, hồng này. Vải đỉnh quá, vải đẹp cực kỳ, quần lụng như vậy, 65 màu hồng. Hồng, ai lấy hồng của mình hồng giùm em, hồng này nhá. Hồng của mình hồng giùm em, 65 ngàn hồng. Em đang xả xong rồi chúng ta sẽ lên hàng cổ trụ với ống loe. Và đặc biệt là... Rồi, ai lấy hồng của mình hồng giùm em. Hồng này có cặp. Hồng có chung và đại. Có đài luôn, 75 ngàn, đài này to khá, giá ma luôn, đài này to lắm. Đài, vải dày không? Vải rất mát, vải rất rất mát luôn. Không quá dày, không quá mỏng, nói chung là hàng chuẩn của GoGo. Hàng GoGo đó, Quỳnh Trâm. Vải đẹp lắm, nhận về không đẹp cho quay mặc dù là giá sale. Rồi ai lấy cho mình em này. Rồi ơi đây, chú điều mẹ mặc vừa luôn các bạn. Chú điều mẹ mặc vừa luôn á, thấy chưa? Đài đó, cô lấy em. Ok Vĩ, sửa, cũng được chị. Không, cái đó hình như là chỉ có nhí thôi, không có đại đâu. Này mè mặc lên là đúng bài luôn. Trời ơi, nó đẹp giá mà. Thấy chưa? Đó nha, còn ri đại này 75 ngàn, hay lấy cho mẹ em 75. 75 cho mình 75 thì mẹ. Cái đơn của em bé cáo sao các bạn nhìn cầm bill đọc gì đâu mà màu xanh da mà màu xanh xanh lá này các bạn. Nhìn chữ da chứ lá mà lại hoa mắt à. Tại vì thì đâu mắt cũng phải yếu xuống tiêu. Bữa đi đâu rồi? Lấy dại của Hồ Vĩnh hả? Đây, đưa chị Nhung cái hàng này. Em nói là hàng này mỗi bạn ai bán, ai đang cần nhí mà lấy nè. Rồi giá mang còn đúng 1 ri duy nhất. Xả sốc cho mọi người giá 49 ngàn. Còn đúng 1 ri 3 lỗ, 1 ri duy nhất 49 ngàn. Vải đẹp tuyệt vời luôn, 49k nha mọi người nha, 49k còn 1 ri. Rồi đẹp cực kỳ luôn hàng đó. Nè, cái này em còn ri luôn này. Vàng này còn gì Nam ơi? Vàng chân váy. Vàng chân váy còn nhí đại hả? 49 đẹp lắm luôn Quỳnh Trâm ơi. Này 49 ngàn cho Quỳnh Trâm. Đẹp cực, em nói là đẹp cực hết rồi chị ơi. Hết bị chị bị nha. Hết mất rồi ạ, à. Cái hàng này hàng bên GoGo. Hàng này các bạn nhận về cái vải sờ nó lạnh cái tay luôn đó. Nó đanh nó xịn vô cùng luôn, sữa. Hết ạ, à, sữa dâu hết rồi, bây giờ sữa các bạn ơi. Sữa 49 ngàn luôn, xả hàng này các bạn đi nhập thấp nhất cũng phải là 8 mấy. Hàng thấp nhất đó, thấp nhất hàng bên hàng An Đông mà. Nha. Rồi ai lấy sữa của mình, sữa hết dâu, bây giờ các bạn comment sữa gì ạ? Sữa. Sữa cho chị Bỉ này, ok này. Sữa cho chị Bỉ này. Rồi sữa cho Nga Phương này. Sữa chị Bỉ 49 ngàn, sữa cho Nga Phương này. Trời ơi, mực mờ thế này mà ông không biết được hả? Ơi, cái đầu kia mà.
Phương này, ok này, Trâm Hồ này, Nga Phương, Trâm Hồ, Trần Lan này, 49.000 này, ok, hello lớp, rồi còn một ly 8, 8 có cặp không? 8 thì có cặp, sữa còn không cho cún không? Hết sữa rồi, cún ơi hết rồi. Rồi ai lấy 8, đây là 8 này, 8 này, 49, 59 các bạn ơi, rẻ vô cùng luôn đó, 49, 59 hàng của Vogo mà sell cái bộ này, 8, 8 đài đâu nhở em nhở, 8 đài đâu? 8 đài cho Hồ Vĩ, cún ơi, cún ủng hộ Nhung bóc 8 đi, ok. 8 nhá, nghĩ đạn 4959, cái vải nhận về phê liền, mê liền luôn, 8 cặp á, cún, cún ủng hộ Nhung cặp nhá, rồi cún cặp nhá, cún cặp em ơi, cún cặp, đại Trâm Hồ, cún Bông Lê, rồi, ở đây còn đây một ly này, không có sữa đại luôn chị ạ, em ơi, cái bên Gogo, cái khu của Gogo còn thì đưa hết thì Nhung xả luôn, cái Gogo còn thì xả hết thì Nhung, cặp cho cún Bông Lê, đại cho Trâm Hồ, cảm ơn Trâm Hồ. Cái này là quần giả váy, nó là quần đùi, thêm một cái tà nữa để tạo thành cái váy, khi bé mặc lên nhìn rất là xinh. Rồi đây là cái áo cưng chưa, rồi nhá, cái hàng này 7989 giờ xả luôn, 6979 luôn, 6979 nhanh hơn, hàng này còn có cả hai cả. Em ơi, màu xanh này còn gì? Màu dâu nửa bờ ly, coi kiểm tra Nhung xem còn xanh còn gì để Nhung biết được, Nhung keo luôn. Rồi xanh có cặp, chốt cặp, ưu tiên cho cặp, ưu tiên cho cặp, cặp cho chị Vĩ em ơi, teo sấp mặt luôn cho hết, tại vì hàng này đã hết rồi. Hàng này hết rồi, cặp cho chị Bỉ em ơi, cặp cho chị Bỉ. Rồi đài cho chị Hương Ngọc Lê, ủng hộ em thêm một nhí đi, kèm một nhí đi, bởi vì đằng nào cũng lỗ mà, rất rất nhí, tội nghiệp lắm luôn. Rồi rất nhí, tội nghiệp lắm nhá, lỗ một bộ là một ri như vậy là 60.000 đó. Rồi đài cho Hương Ngọc Lê hả? Đài cho Lúc Ly, trời ơi thương quá hả. Ưu tiên chốt cặp cho Luni em ơi, Luni, Luni, cặp cho luôn này nè, em này, cặp cho luôn này luôn, ok. Vậy thì ưu tiên chốt cặp đi, ưu tiên chốt cặp đi, nhường cho chị luôn đi cặp đi chứ không là rớt. Ừ, còn không, rồi ok, còn một đài, rút dây ra, tại vì dây một nơi. Trời ơi thương quá, xám nhí cho Phạm Quỳnh Trâm, xám nhí của bên nhà Gogo em à. Trời ơi cảm ơn Quỳnh Trâm, rồi cảm ơn Quỳnh Trâm, xám nhí Gogo em ơi, ghi như vậy nhé, bộ bé gái nha to. Rồi cảm ơn lúc kia có luôn rồi. Vàng, vàng còn gì em ơi, vàng em 49.000, em ưu tiên chốt cặp vàng giá sale 6979 phải là hết này em mới sale hết rồi. Vàng còn gì em ơi, vàng cặp cho Trâm Hồ, vàng đài cho, vàng cặp cho chị Lúc Kỳ. Cảm ơn các bạn ủng hộ mỗi bạn một cặp đi, tại vì nó có hai cặp thôi nhá, hả? Rồi cặp cho Trâm Hồ thôi, hết sạch luôn. Rồi cặp cho Lúc Kỳ luôn, ok hết. Bây giờ còn một nhí, ủng hộ nhớ sao quyết liệt rồi nghe. Cảm ơn em, cảm ơn các tình yêu, cảm ơn chị, cảm ơn các chị rất nhiều. Rồi có bán lẻ không ạ? À? Em không bán lẻ rồi, hàng ủng hộ em vàng. Thì các bạn nhìn thấy hàng chính phẩm mà giờ nhập vào giá 69.000 thì cũng đúng, không phải là mơ luôn á, giá mơ, giá trong mơ đó. Hết á. Hồng em còn một cặp nhí vàng cho chị Bỉ, cảm ơn chị yêu. Em cảm ơn chị yêu, nhìn đi hàng nó thịnh sò dã man rồi. Đó đẹp lắm. Rồi Hồng còn gì em ơi? Hồng còn một cặp một nhí. Hồng còn một cặp và một nhí. Hồng một cặp và một nhí. Cái váy đẹp nhỉ. Có set jean luôn Phương Dung, có set jean. Để lên set jean cho. Các bạn dáng chờ em xong cái này, Hồng cặp cho chị Bỉ luôn em ạ. Hồng cặp chị Bỉ ok luôn. Còn một cặp. À, còn một nhí, ai lấy nốt hồng nhá, ai lấy nốt hồng, còn một nhí hồng, còn một nhí hồng ủng hộ em luôn. Vàng còn một nhí luôn, vàng còn đúng một nhí là cancel luôn lô này các bạn, hết sạch lô này luôn á. Rồi vàng còn một nhí em xả luôn không các bạn, vàng còn nhí, cam sữa còn gì cô đang xả ấy, 6979 đó bắp, 6979 đó ơi. Cam sữa còn mỗi nhí thôi ạ, cam sữa em còn mỗi nhí thôi cưng nhỉ, cam sữa em còn mỗi nhí thôi, sale sạch 6979 vì nó hết nên mới bán giá này, hết luôn rồi đó, cưng quá. Cái quần này nó là quần đùi kèm theo theo cái giả váy nữa để bé mặc lên nhìn nó tây sang, được chưa? Rồi kèm đây sữa nhí, màu này đại hả? Đại chắc còn không? Đại chắc hết rồi hả? Bây giờ chỉ còn vàng sữa, sữa này, hồng nhí này, sữa còn toàn nhí hả? Cưng quá à?
Rồi hồng nhí. Vàng nhí luôn. Mỗi thứ còn mấy đi nhí. Rồi cảm ơn cuốn mông lê. Vàng nhí đi cuối cùng phải không? Vàng nhí cuốn mông lê đi cuối cùng. Còn hồng nhí. Hồng nhí còn một ri luôn. Hồng nhí còn một ri các tình yêu ạ. Cuốn mông lê. Cuốn mông lê. Bông hồng nhí cho cuốn luôn. Hồng nhí cho cuốn mông lê đi cuối cùng luôn. Hết luôn phải không? Hồng nhí cuốn mông lê đi cuối cùng luôn. Rồi sữa. Rồi xanh. Xanh đẹp quá. Xanh còn ri. Bộ đùi ngô gái đại còn ri. Đại nhiều lắm luôn hơi xuân. Đại nhiều lắm em yêu của chị. Nè xanh, trời ơi nè. Cái màu xanh đẹp nhỉ. Rồi ai lấy xanh ủng hộ em dùng xanh nhé. Xanh các tình yêu. Xanh. Nhà mình comment dùm em 6. Xanh xanh. Xanh còn ri. Xanh còn 2 ri. Ai lấy xanh ủng hộ em dùng xanh. Xanh nhé. Xanh với cam. Thương quá à. Cảm ơn Tuyết Trinh. 2 từ 2 đến 9 con rất là to. Tuyết Trinh xanh ok. Tuyết Trinh xanh. Xanh nhí. Tất cả đều là xanh nhí. Tuyết Trinh có lấy ủng hộ Nhung Ri sữa coi. Tuyết Trinh ơi ủng hộ Nhung Ri sữa cam sữa này. Ngọt lịm luôn. Nhìn vô là muốn. Nhìn vô là thấy ngọt rồi. Đấy như kẹo bông ấy. Amberlibe đồ này kia đó. Rồi ai lấy sữa ủng hộ em Nhung cam sữa nha. Cam sữa ủng hộ em với. Còn một ri xanh với một ri cam sữa. Xanh đại hết mất rồi chị Lý Bạch ạ. Chị Lý Bạch ơi em hết xanh đại rồi. Em còn một xanh nhí thôi ạ. Em còn một xanh nhí. Cái Elsa này cam còn gì Nam ơi? Elsa còn một cặp cam. Trời ơi thương quá à. Tuyết Trinh sữa luôn. Cảm ơn Tuyết Trinh. Cái Elsa này còn một cặp nhí đại này. Còn một cặp nhí đại xả luôn cho người 6979. Nói chung là những hàng bây giờ mà nhập vào 6979 là giá đúng nghĩa là sale của sale đó. Chứ không có đâu ạ. Để hàng nghiêm mà vải đẹp như thế này các bạn đi nhập làm gì có giá này ạ. Rồi ai lấy cặp cam nhí đại cặp cam. Cam cặp còn đúng cặp cam hết luôn. Lô này hết luôn ạ. Lô này cặp cam với lại tím còn gì nhỉ? Tím còn cặp luôn. Cặp cam cặp tím các bạn nhé. Quần nó là quần đùi. Rồi cặp cam cặp tím. Vàng còn gì? Vàng còn top đi nhí. Vàng còn đúng 2 đi nhí. Vàng còn đúng 2 đi nhí ạ. Vàng còn 2 nhí. Đại cam là su boy hết. Hết hết. Rồi cái gì nhỉ? Đây nè. Vàng còn 2 nhí. Tím em còn cặp. Cam còn cặp. Tím còn cặp, cam còn cặp. Ok chưa? Rồi mỗi nhà ủng hộ em Nhung một cặp hai cặp đi ạ. Tím đại cho chị Phương Dung. Cảm ơn Phương Dung nhiều lắm luôn. Bác uống vơ Phương Dung. Rồi tím đại. Xeo 6979 luôn bé Su Boy. Xeo 6979 luôn. Nhung xeo cho nó gọn nè. Cứ lô nào cancel lô đó luôn cho nó nhanh. Phương Dung đi hàng chưa em? Đi rồi, Phương Dung ơi, đi hàng rồi. Nói chung các bạn chuyển khoản là đi hàng đấy. Chuyển khoản là em đi hàng luôn mà. Không bao giờ để lại trong nhà luôn. Hiếm khi nào mà bị thì rớt lại lắm. Chỉ phương khi mà hôm nào có chuyện gì đó trục chặt đồ kia xíu thôi. Trời ơi, cái mã này nó đỉnh của chó. Hết luôn rồi, Bảo Nam ơi, hồng còn một ri hả? Hồng còn ri nhí, ai nhanh thì được. Cái hàng này nó mắc kinh khủng. Lý do là mắc là bởi vì nó may giáp lăng. Cái tay của nó là tay xéo như thế này là giáp lăng. Đi sơ đồ nó rất là cao. Tiền vải nhiều. Đã phải còn in tràn caro đang cho đang chen nhá. Đang chen đấy. Em lấy thêm set zin của bên này. Ok ok một xíu nữa lên set zin kìa đó. Hồng còn hai nhí sale luôn cho mọi người 69.000. 69.000 cho chị Nga Phương nhí. Em cảm ơn chị rất nhiều chị Nga Phương. 69.000 vải đẹp tuyệt. Đó. Ủa đẹp lắm luôn đó à. Nhí cho chị bị ri cuối cùng hết. Rồi hết đấy. Cam còn gì? Cam còn gì? Cam có nhí đại ủng hộ em cặp luôn cho mọi người nhá. Em còn cặp cam sữa, cam em còn cặp hết rồi, boy ơi, hết boy em ạ. Rồi ai lấy cặp cam ủng hộ em cặp cam. Chốt ủng hộ cặp cam nhé, mọi người đừng để rớt lại tội nghiệp em lắm luôn á. Cặp cam còn đâu cho Su Boy. Cặp cam cho em Su Boy. Cảm ơn tình yêu của chị, cảm ơn em. Vải đẹp tuyệt vời luôn, vải đẹp tuyệt vời luôn. Cặp cam cho Út Anh Lê. Út Anh Lê có cặp cam không? Vậy là Út Anh Lê không có, chỉ có nhí thôi. Hả? Ủa Su Boy không có luôn à? Boy ơi! Hiện tại giờ mấy đứa nhỏ tìm thấy toàn nhí không à? Ai đi nhí? Út Thanh Lê ủng hộ Nhung nhí được không? Rồi Boy có ủng hộ Nhung nhí được không? Còn hai nhí các bạn ạ. Trời ơi! Cái vải nó đẹp. Còn hai nhí, còn hai nhí. Còn hai nhí ủng hộ Nhung với. Mấy đứa nhỏ tưởng còn đại ai già đâu không còn. Bộ này đang sale với giá là 69.000. 69.000 Trần Lan. 69.000. Nhập ở đâu giá được rẻ hơn cứ bao lại cho em nhé. Rồi nhí cho Su Boy. Út Thanh Lê ủng hộ Nhung nhí với. Còn đi nhí nhé. 69.000. Vàng còn gì em nhỉ? Nhí Su Boy.
nhỉ. Ừ, ok. Hả? Vậy con á? Vàng con gì? Rồi cam không cặp, nhí su voi thôi em ạ. Rồi cái gì nhở, cam không còn cặp hả em? Hả? Thế luôn hả? Cặp vàng. Cặp vàng cho su voi. Cái vải đẹp quá. Vàng có 2 cặp với còn nhí. Vải này nhận về, cặp vàng cho Út Thanh Lê. Rẻ đó hả? Còn không? Còn nhí không? Thế bây giờ còn sót một nhí cuối cùng. Còn sót một nhí cuối cùng các bạn ạ. Còn sót một nhí cuối cùng. Chị Nga Phương em hết cặp ạ. Trần Lan hết cặp. Bây giờ còn một nhí. Ai thương ủng hộ em nốt đi. Tại vì đằng nào cũng giá 69 ngàn rồi. Cái form của chúng ta đây là làm hôm nay là làm từ 3 đến 10 luôn á. Em làm từ 3 đến 10 đó. Nó to chả bán lửa luôn á. À từ 2 đến 9. Thằng đại em hết sạch. Đây số nhỏ nhất đây ạ. Số nhỏ nhất của chị em mình đây. Nhá. Em còn vàng nhí thôi ạ. Em còn sót đi vàng nhí. Chị Bỉ có ủng hộ em Nhung luôn vàng nhí không? Lát nó có lô mới giờ đó. Rồi cam. Cam đại hết sạch hồ ví. Yeah. Cam đại hết. Bây giờ cam còn nhí và vàng còn nhí. Lô này còn đúng 2 màu. Phải không em? Lô còn đúng 2 màu, 2 màu nào. Còn đúng toàn nhí thôi. Trời kho gì đâu mà. Rồi này. Bộ má beo hết sạch, váy cổ có. Hoàng Quỳnh ơi, váy cổ có. Bộ này má beo hết rồi. Jean chị đăng lên chưa? À để chị Nhung lên jean luôn cho Út Thanh lên. Chờ Nhung xíu. Set áo cổ trụ đăng like chưa? Mấy set với áo cổ trụ? Mấy set là cái nào đây? Set là hàng Quảng Châu. Áo cổ trụ thì chưa lên, áo cổ trụ chưa lên. Rồi bây giờ chờ Nhung xíu, để Nhung lên jean cho. Rồi đây này. Trời ơi giả man chưa? Hồng còn gì em nhỉ? Hồng chiếc đôi giày. Hồng cũng còn sót ai nhí. Cái hồng này em đang chen giả ma luôn. Ok set jean xong lên luôn. Cố gắng like nhanh nhất có thể. Hồng nhí chị Nga Phương nhá. Em sell luôn 59 ngàn. Ấy thì nhờ 69 ngàn. Cái tiền này nhiều hơn, cái lô này rất là mắc bởi vì tiền công đồ này kia nhiều lắm. Với lại cái này không phải dán nha mọi người nhé. Cái này là em may đính chặt luôn, quay máy giặt thoải mái. Sếp jean áo thun hàng miền hàng ép jean. Ok Thủy Cam, để ai cũng cần hàng ép jean đúng không? Rồi để Nhung lên luôn cho. Em ơi xong rồi lên ép jean của ép jean để chị Nhung lên luôn cho các chị. Chị Nga Phương nhí, em cảm ơn chị Nga Phương ủng hộ em Nhung nhí 69 ngàn. Rồi xanh. Xanh còn gì cô ơi? Bộ này cưng quá à, nó bánh bèo lắm luôn, nó cưng quá luôn này. Thôi bèo bèo này kia nữa chứ. Rồi ai lấy xanh, xanh còn gì nam nhưng đây nào. Xanh còn đúng một ri duy nhất, form to vải đẹp nhá. Form rất to luôn, hàng của LHL là vải đẹp lắm luôn á này. Vải đẹp cực kỳ luôn. Rồi ai lấy xanh ủng hộ anh xanh. Không, xanh nhí cho cuốn bông lê còn mỗi nhí thôi. Không còn đài hả em hả? Bông lê. Xanh còn không? Xanh hết mất rồi chị Nga Phương ơi, em có một ri duy nhất. Cảm ơn chị Nga Phương nhưng mà hết rồi nha, ủng hộ em màu khác, đổi màu khác đi ạ. Cam em còn một cặp. Cam có cặp này, ngọt lịm luôn. Cam có cặp, trời cưng quá. Cam cặp, ủng hộ em Nhung cam cặp nhé. Cam cặp, lên áo cổ trụ nữa. Nhung biết rồi, chờ Nhung xíu. Rồi ai lấy cặp cam không, bằng cặp cam. Cam có cặp, cam có cặp, cam còn cặp. Rồi tím còn cặp luôn, ai cùng, ai có. Ai lấy báo em nhé. Tím còn cặp. Cam còn cặp, tím còn một cặp luôn, hết sạch luôn á. Hàng của HL vải đẹp lắm luôn á, vải đẹp cực kỳ luôn. Rồi cam còn cặp và tím còn cặp. Xeo 6979. Rồi cắm tím cặp cho Jenny Nguyễn. Đâu đại đâu em? Đấy không? Cặp cho Jenny Nguyễn. Cặp cho Jenny. To mà Jenny á. Rồi. Còn một nhí. Xong em lên luôn, lua jean nhanh đi chị Nhung này. Lua jean nhanh đi chị Nhung đi. Lua jean nhanh đi. Cái màu này em ưng lắm. Tại vì biết sao nhìn nó đẩy đỉnh. Thiệt sự luôn. Ai lấy mã này? Bé ơi. Hôm bữa bên tối hôm qua bạn kia bạn đưa chị Nhung hai cái bộ của may. Cam của em Nhung nhí cam. Đưa chị coi cái. Quên mất cái mẫu. Rồi cam này cam còn một nhí nhá. 69 ngàn. Cam còn một nhí. Vải phải nói là đỉnh của đỉnh luôn. Hello lên lại. Cam còn một nhí. Vải đẹp cực kỳ luôn. Vàng còn một nhí, mỗi bàn ủng hộ em nốt cho hết. Xong rồi Nam lấy set jean thì Nhung ra luôn. Đâu nữa? Có. Lấy ghi đại vô Nam. Rồi đó. Đại màu động á. Cũng còn đó. Gì? Còn đó. Rồi lấy bồ nè.
hu hu hả, hết sạch rồi. Có được một con này nè, này là giống nè, xét nè, còn xét nè, là xuống rồi là bị chắc nó được. Lên thay quần áo nhanh. Ôi trời ơi, cu ơi cu. Bộ ngố luôn, ok luôn. Lên áo của trụ có rồi đó. Đi lên hai anh em ngủ dậy đi. Hai anh em ngủ dậy xong rồi chiều chơi với nhau tiếp. Nhanh lên cho mẹ. Nha. Hả? Tắm hồ bơi gì giờ này? Rồi, áo áo gì nhỉ? Bộ le này, bộ le này em ơi. Bộ le đi em ơi. Bộ le có ít này. Bộ le mới về nha các bạn nha. Bộ le má mới về. Ai nhanh thì được, hàng này không có nhiều. Ơi. Hay áo của trụ 100% sẽ có. Nó đang giao, nó chưa giao qua là lấy liền. Nhưng mà ngày hôm nay sẽ có. Áo của đẹp. Vải đẹp khủng khiếp luôn các bạn nhìn nào. Thôi vải đẹp lắm luôn. Rồi loe. Ok chưa? Lô cuối cùng nha. Đây là lô cuối cùng ống loe, chúng ta sẽ lô cuối cùng không về nữa nha mọi người nhá. Em lô này là lô cuối cùng em cắt rồi đó. Rồi ai lấy ống loe 8595 màu xanh, chốt nhanh thì được, hàng này nó đỉnh vô cùng luôn. Em sẽ chốt mọi người cái này màu 5 cặp thôi ạ, không có nhiều ạ. Rồi màu xanh đang chen đó bé bố. Đây em dặn loe không khi nào có, em dặn loe khi không khi nào có. Đây 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 đây, comment đi em yêu. Hôm bữa Lê Lạnh lấy rồi mà. Ủa hôm bữa chị tưởng Lê Lạnh được cái lô kia. Màu xanh các bạn nhìn màu nha, có hình đầy đủ hết luôn á. Màu vàng. Vải đẹp cực kỳ luôn. Rồi vàng, ai lấy vàng có bằng vàng giùm em. Vàng nhá. Vàng. Có hình mẫu đầy đủ mà, có hình mẫu. Có hình mẫu. Có hình mẫu đầy đủ hết. Vàng một nhí hai đại là bạn nào nhỉ? Em ơi bắt đầu chốt này, Hương Nguyễn là ai báo lại giúp em. Không có hả? Ủa hôm bữa là bị rớt à? 8595 chị Phương Dung ơi, 8595. Khoan để Dung coi ạ. 8595. Có hình hết nha, có hình hết nha các tình yêu nha, yên tâm nhé. Có hình hết nha. Em sẽ thể hình vào trong group. Em sẽ thể hình ở trong group ạ. Nè, chốt vàng đi em ơi. Ni hoàng.
Tây Ninh. Cọc giúp chị Nhung với My Hoàng ơi. My Hoàng cọc giúp Nhung nha, cọc giúp Nhung để Nhung nhận đơn nha. Không lên trai ả xíu nữa thì Nhung sẽ Hương Nguyễn chặt cọc đi. Rồi bắt đầu Nhung nhận đơn Hà vàng trước nào. Em ơi vàng nha, vàng cặp My Hoàng ép ao ra cọc giùm Nhung liền nhá. Rồi vàng một nhí hai đại cho My Hoàng. Lấy 6 thêm ạ, à, nhận 6 đơn thôi. Nhận 6. Nhận 6. My Hoàng, Nga Phương, Jenny. Ok, Tiên Mỹ. Được chưa? Tiên Mỹ. Ok, ok, ok. Là màu vàng đấy em nhé. Tất cả những bạn này đều cặp hết. Được chưa? Rồi đại cho chị gì nhờ Hương Nguyễn. Hương Nguyễn ao ra cọc giúp em nhận chị một ri nhé. Hết luôn, hết nhí luôn phải không? Còn hai nhí. Còn hai nhí, ok. Rồi bắt đầu qua vàng, ai qua hồng, hồng. Hồng. Hồng một nhí hai đại cho chị My Hoàng luôn. Một nhí hai đại cho My Hoàng. Hồng cặp Dung Dương, hồng cặp cho Bảy. Hồng cặp cho Lê Lạnh. Hồng hồng cặp Lê Lạnh chưa? Rồi. Khoan từ hồng đại cho Phương Trinh. Ok. Không phải vậy thì phải cọc nhưng mới nhận đơn được nhá. Đại này bao nhiêu ký hả? Đại này 40 thoải mái em ạ. 40 thoải mái. Hồng này, em ơi, ghi chị hồng sữa đi cô ơi. Nãy giờ là hồng sữa. Hồng sữa cho cái áo đẹp quá. Còn cặp vàng không? Vàng em còn sót 2 nhí. Vàng còn sót 2 nhí. Vàng còn đúng 2 nhí. Rồi, ai lấy hồng có bằng hồng, chị Mừng ơi, chị Mừng comment nhanh vào nhá, ai lấy có bằng em màu hồng. Hồng này, hồng còn gì em ơi? Hồng sữa còn gì? Vàng nhí cho lớp. Vàng nhí cho lớp, nhí nhỏ nhất là 15 kg đổ lên, nhỏ nhất là 15 kg. Vàng nhí cho lớp, hồng còn cặp không? Hồng còn nhí luôn, 8595 hồng nhí cho 7 luôn. Vàng nhí cho lớp Nguyễn. 7 hồi nãy là lấy cặp hồng rồi đó. Đây là hồng nè, hồng này nha mọi người nha, hồng sữa đó. Về đây cặp 7 cho cặp hồng cho 7. Nhí vàng cho Ngân Su Su, vải đẹp cực kỳ luôn. Hết nha, vàng hết. Nhí vàng Ngân Su Su, hồng còn gì? Nhí cho Phương Trinh luôn. À thêm 7 thêm một nhí nữa em ạ. Vậy hết luôn. Hết nhí, hết vàng. Hàng này nó bị cháy hàng bởi vì do là các buôn lấy để mà có mẫu luôn hết em ạ. Rồi. Hồng. Hồng. Cọc giúp chị Nhung 1 triệu nha, Nhi ơi. Đen, à đây đen, comment đen. Đen 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 các bạn, comment đen luôn đi ạ. Rồi bên này nó còn đang giận đây, tại vì do là cắt màu. Cắt màu mười cắt xong bây giờ không có chừa. Chị Nga Phương có vàng không em? Nga Phương có một cặp vàng. Nga Phương có một cặp vàng ạ. Chị Nga Phương có một cặp vàng. Nên mấy bạn buôn, mấy bạn kênh order không chừa hàng cho bạn giận. Giờ chị thua rồi, giờ không biết làm sao. Rồi bắt đầu chốt cặp đen, ưu tiên đen lấy cặp. Lớp có hồng không em ơi? Hồng cặp không? Lớp mới có màu vàng nhí em ạ. Đây lát nữa lớp nó lấy hồng này đi. Rồi ai lấy đen cơ mà đen đây chị không mở đây. Đen cặp cho chị Bảy. Đen cặp chị Bảy rồi, cái vải nó đã ghê luôn, cái vải nó đẹp dã man. Đen. Ai lấy đen cơ mà đen. Cái vải đã lắm luôn, nó cái vải đẹp cực kỳ luôn. Rồi ai lấy đen. Đen cho My Hoàng, chốt ủng hộ cặp nhé. Đen ai lấy đen cơ mà đen. Lớp ơi, em có một vàng nhí. Bây giờ có cái hồng này thì em lấy này, hồng đào này. Hồng đào, hồi nãy là hồng sữa. Hồi nãy là hồng sữa, còn bây giờ là hồng đào. Rồi ai bị hụt hồng sữa thì lấy hồng đào nhé. Cặp
đó. Ai lấy comment em, xong chị đang chỉ nhẹ. Ơ có hình đầy đủ hết á, Nhung sẽ thảy hình vào để các chị lấy về đó. Rồi ai lấy hồng đào ủng hộ Nhung hồng đào nhé, vải đỉnh lắm luôn. Hồng cặp cho chị mừng, em cảm ơn chị mừng. Hồng cặp chị mừng. Cái lô này em không in thương hiệu, lý do là có một bạn bán trong siêu thị cắt nhãn, thế là bạn đó thì bán về hàng mà in nhãn là bạn không vào siêu thị được, bán buộc phải làm đúng thương hiệu của bạn đó, nên bởi vậy là em mới may nhãn nhé, để cho bạn về bạn tháo cái nhãn này ra cho bắt đầu bạn gắn thành cái thương hiệu của cửa hàng của shop bạn đó, bạn đặt cái màu này cái màu mấy chục ri rồi bán siêu thị. Rồi hồng cặp cho gì nhỉ, chị mừng đại cho Hương Ngọc Lê, cặp cho Mi Hoàng, cặp Mi Hoàng cho em ơi, cặp Mi Hoàng, cặp chị Nga Phương, nhí cho Vina Lê. Còn hồng đào rồi cặp cho Lê Lạnh, nhí cho Vina Lê, cặp cho Vina Lê Lạnh, cặp cho lớp. Cái hồng sữa của Lê Lạnh bỏ ra đổi cho em, nó lấy hồng đào. Ok rồi, bây giờ làm còn gì, còn sai gì? Sữa của Lê Lạnh. Quan từ hello, bây giờ còn cặp sữa. Xem lại số tài khoản giúp em, báo không đúng. Số tài khoản đúng đấy em ạ, không bao giờ sai. Số tài khoản Nhung gửi đấy, Nhung gửi nguyên một cái bảng cho em á. Gửi đi, Nhung gửi đó. Rồi ai lấy cho một em hồng hết hả? Không hồng hết hả? Đào hết hả? Không, hồng đào còn cặp. Bỏ hồng phấn ra nhanh. Các tình yêu của Thảo Nguyên Sơn đi hàng rồi em ơi. Rồi, chị Nga Phương bỏ hồng ra. Chị Nga Phương bỏ ra. Vậy thì chốt cho đen nhí cho Ngân Su Su luôn em ạ. Đen nhí Ngân Su Su. Hồng còn cặp đại cho Phương Dung. Đại gì chị? Đại cho Phương Dung. Đại đào à? Ừ, đại đào này. Đại đào cho. Ủa, chị Nga Phương là bỏ cái gì? Đào nhí cho Ngân Su Su luôn. Hết luôn. 8595 hết rồi phải không em? Hết ạ. Hết rồi, còn sữa. Cái hàng này nó bị gọi là buôn nó đen còn gì em? Hết rồi. Đen còn cặp này, các bạn chốt nốt đen đi ạ. Hết rồi, em thấy hết á. Jenny Nguyễn thấy hết đó. Rồi Thảo Nguyên Sơn 8595 nhá. Đen, ai lấy đen ủng hộ Nhung đen. Đen các tình yêu, đen nhớ chừa cho em nha, tại hai đợt em không có. Ừ, máy xịt nhờ. Có Phương Dung ơi, đáng chờ em xíu. Đen đại cho lớp nhá. Đen, ai lấy đen ủng hộ Nhung đen. Đen. Xanh đen đại cho lớp rồi. Rồi xanh, ai lấy xanh cho bạn xanh, thải hình trong group luôn rồi nhá. Em thể hình trong group luôn rồi đó. Các bạn vào group lấy hình luôn giúp em luôn. Có hình trong group đó. Hình không đẹp bằng ngoài đâu. Nhưng mà tôi kệ có hơn không. Có hình mẫu. Rồi ai lấy xanh comment xanh giùm em. Hàng của chúng ta đỉnh hơn nhiều so với hình. Tại vì do là hình nhiều khi thì em mình chụp nó không có xuất sắc. Ai lấy ủng hộ em Nhung xanh nhá. Xanh. Màu cam hết rồi, xanh nhí cho Vina. Mình là cặp vàng cặp hồng đào. Đúng không? Chị Nga Phương ấy. À, chị Nga Phương vừa xả hả? Ôi chết rồi, em xin lỗi chị Nga Phương. Nãy em bỏ mất cái hồng đào và chị có được hồng sữa không? Có vàng hả? Có vàng, có gì nữa? Ôi chết rồi, nãy chị nói bỏ hồng, em lại cứ tưởng là chị bỏ hồng đào ra. Giờ sao? Tôi chơi lỡ rồi, hết mất rồi. Cặp hồng sữa còn không? Lấy cặp sứa đi chị ạ. Chị Nga Phương ơi, lấy cặp sứa nhá. Cặp sứa cuối cùng của chị của Lê Lạnh á. Chị có lấy luôn không? Dạ, có. Nãy em chốt cho chị nhưng mà xong chị nói bỏ, em lại cứ tưởng không nên bởi vì em chốt cho bạn nào quên mất tiêu rồi. Giờ lấy hồng sứa đi. Bây giờ Nhung đi sữa cho chị Nga Phương coi lại. 10 ký không bán, em không bán lẻ. Rồi còn đen. Từ nếu mà không thì em đẩy cho bạn khác cũng được, không sao, nhưng mà có điều là đây này màu sứa ngọt lịm chị ơi. Màu sứa nó sang lắm. Đây ạ. À. Đẹp tuyệt vời luôn. Rồi ai lấy sữa cơ mà sữa. Bộ sách nách chứ A cho ai với chị. Ok. Cái bộ đó hình như là chưa có. Này 8595 màu cam không có. Lô này cam không có. Không có.
chị Nga Phương có ok không? Không thì em đẩy cho chị khác liền á. Nhanh lên chị ủng hộ em Nhung nhá. Rồi Xanh ơi. Chị em. Vậy bỏ không sữa không được. Cặp sữa cho chị Nga Phương, em cảm ơn chị rồi hết luôn. Ok, rồi Xanh, ai lấy ủng hộ Xanh luôn nè. Cảm ơn Mi Hoàng. Hết sữa, Xanh đại cho Mi Hoàng. Xanh đại Mi Hoàng. Tuyệt vời luôn á, cái này là tuyệt vời luôn. Cảm ơn Mi Hoàng rất nhiều. Rồi ai lấy Xanh cho mình Xanh giùm em. Bây giờ còn mối Xanh với là còn một cặp đen hả em ạ? Hả? Đâu, ẩn hả? Đâu, Mai Nhi đâu, Nhung không thấy. Bị ẩn hả? Rồi cặp đen cho Mai Nhi. Ok. Cặp đen cho Mai Nhi rồi, ok rồi. Sứa đại hết rồi, bây giờ còn mối Xanh đại cho Mi Hoàng rồi. Bây giờ còn một Xanh. Với lại cặp đen cho Khánh Nhung, đen đỉnh lắm đó. Đen luôn luôn cháy hàng các bạn. Rồi ai lấy Xanh cho mình Xanh, đen hết, sạch luôn, hết. Còn một cặp đen cuối cùng, ai lấy luôn này. Với lại còn hai cặp Xanh nữa là hết luôn. Hai cặp Xanh nữa thôi nha mọi người nha. Hai cặp Xanh, ai lấy Xanh cho mình Xanh giùm em 8595. Xanh đẹp. Ở màu Xanh rất là mát, vải đẹp lắm luôn. Chị Mi Hoàng em hết rồi. Xỉ là 8595 các bạn nhé, xỉ 5 ri trở lên nếu mà đối với khách xỉ mới. Đen cặp cho chị mừng luôn, em hết luôn. Phải không? Hết đen luôn này, còn Xanh này. Xanh còn hai cặp. Ủa em đi cặp Xanh. Xanh còn cặp. Rồi em bắt đầu đưa lên cái zin này, ai chưa lấy nè. À, cái gì nhỉ? Út Thanh Lê lấy zin luôn này em ơi, Út Thanh Lê này. Chất zin đẹp tuyệt vời luôn, co giãn. Zin Sài Gòn. Chất zin co giãn nha. Đẹp cực kỳ luôn. Trời ơi nó đã lắm luôn á. Zin các tình yêu ơi, ai lấy zin cho mình zin giùm em. Xanh còn nhí cho em thêm. Xanh còn nhí không cho Vina thêm luôn em ơi. Xanh còn nhí không? Xanh nhí cho Vina đây thêm. Thêm. Rồi cái quần jean này của chị em mình mã này là mã ghim, có hai màu đậm và lạt, đại và cổ, giá là 8898 nha các tình yêu nhé. 8898, ai lấy xanh, ai lấy jean cho mình jean giùm em. 8898, đại cổ, 8898. Còn xanh nhí không cho Trần La luôn em ơi. Xanh nhí bộ 85 ngàn phải anh Trần La. Rồi bạn nào lấy báo em nha, bạn nào lấy mới báo em. Rồi qua luôn bộ này luôn. Nó này có suốt không? Đen nhí, đen còn cặp không cho Mít ướt? Đen hết rồi, Mít ướt rồi, đen hết rồi. Trời ơi, cưng chưa? Trời ơi, cưng quá, trời ơi. Nè, em có mở bộ cầu này kìa. Trời ơi này, xỉu luôn á. Trời ơi, cưng quá. Ai lấy tím không? Bạn tím cho Molo này có 4 màu thôi ạ. Nhí đại cổ, ưu tiên chốt suốt cùng em với nhí đại cổ. Trời ơi, mấy bà mập mấy bà mặc cái này lên xương cưng xỉu luôn. Cái này là tím nha, nhìn nhà mình nhá. Nhí đại cổ loe nào nữa hả? Lô 1 ra đúng một lô loe đó hết rồi em ạ. Rồi, nhí đại cổ quần túi này. Vải đẹp tuyệt vời luôn. Rồi, cái này là 7787 1 7787 102 các bạn nhé. Rồi ai lấy cho mình em nhí đại tím cho Vinale. Nhí đại cổ các bạn ạ. Rồi ai lấy tím của mình tím, em cho các bạn xem màu đi. Nè, rồi. Màu hồng đào xuất sắc luôn. Đen mình có không Nhung? Dài thì có đen, chỉ có cặp đen đó chị mừng. Chỉ có một cặp đen ạ. Rồi ai lấy hồng đào, các bạn hồng đào giúp em. Hồng đào nhá, hồng đào có tình luôn. Hồng đào. Nhí đại cho hồng và su boy. Nhí đại su boy, hồng đào là su boy lấy nhí đại phải không em? Có lấy cổ không? Có lấy cổ không em ơi? 7787 102. Rồi. Nhí đại cho Vinale hồng. Nhí đại Vinale. Nhí đại cho Ngọc Na. Rồi su boy lấy suốt luôn, đúng rồi. Cái này là bé lớn bé nhỏ, rồi thậm chí mẹ bon chen luôn. Là đỉnh của chóp đó, vàng. Anh lên mẫu quần le chưa? Hết sạch luôn, quần le hết sạch luôn em ạ. Quần le hết luôn rồi. Còn một cặp xanh duy nhất này anh Loan. Hết sạch luôn. Còn một cặp xanh duy nhất. Đẹp lắm cái mã này, đẹp. Có hình luôn, yên tâm. Hồng đào đại cổ cho lớp Nguyễn em ơi, hồng đào đại cổ cho lớp Nguyễn. Tất cả hàng đều có hình hết. Rồi vàng, ai lấy vàng cho mình vàng. Cưng quá à, cái mã này mặc lên là bao xỉu luôn á. Trời ơi. Rồi ai lấy vàng ủng hộ Nhung vàng nhé các bạn nhé. Vàng các tình yêu, ai lấy vàng cho mình vàng đi đây.
đầy đủ hình hết. Nói chung là mã nào sẽ có hình nhé, không có thiếu đâu, mã này có hình đó. Rồi vàng và nhĩ đại cho Vina, cam màu cuối cùng, cam đi ạ. À, ai lấy cam một mình cam giùm em, cam nhĩ đại cổ. Sorry mọi người, cái hàng này là nhĩ đại cổ, hàng này là nhĩ đại cổ. 7787102 cam. Ai lấy cam một mình cam, xanh màu cuối, cam nhĩ đại, ủng hộ cam nhĩ đại luôn đấy, cam nhĩ cho Vina. Rồi xanh bình thường, cái màu xanh nó ngọt kinh khủng. Nhĩ đại cam cho Khánh Nhung, nhĩ đại cam Khánh Nhung, cảm ơn Khánh Nhung. Rồi ai lấy xanh cho mình xanh. Trời ơi, oh my god luôn á, còn Lobuma nào. Cái Lobuma bố chúc em đã lấy chưa, xanh nhĩ đại cho chị vậy. Cái Lobuma mà đại cổ ấy Minh Gia em lấy chưa, xanh nách thôi, hàng đó chỉ còn xanh nách thôi. Minh Gia lấy lô nào rồi mà Lobuma nào rồi nhỉ? Rồi ai lấy comment xanh giùm em nhé, xanh nhĩ đại cổ, cam nhĩ đại cổ, hàng nhận về phê luôn chưa hả? Vậy còn rồi ai lấy vàng comment vàng, nhĩ đại cổ, hồng đào comment hồng đào, đi đơn cho em để bạn thấy chị nha. Ok gái, ngày mai sẽ đi sớm đừng lo, tối nay chị Nhung chốt deal rồi, tối Nhung chốt đơn, tối nay live cứ cuối, sau đó là nửa đêm các bạn đã nhận được view hoặc là sáng sớm các bạn nhận được view. Và các bạn chuyển khoản cái Vina ở đâu vậy, Vina lấy ở đâu vậy em? Vina Lê hả? Em ở đâu? Nghệ An hả? Nghệ An đi xe gì về vậy em? Em đi bưu điện thì khoảng tầm 3 ngày nhận được. 3 ngày nhận được. Ok, ở Nghệ An. Rồi hồng đào nhí cho chị Bảy, em cảm ơn. Một cô của em đây. Cô của em, của bưu điện, ok. Nó khoảng tới 3-4 ngày. Nói chung là ngày mai Nhung đi một cái. Bên Nhung là đi trong ngày luôn á, đi nhanh lắm luôn. Yên tâm. Rồi ai lấy cơ mời em nhé. Đây cổ đấy. Trời ơi, bộ này mặc lên xinh xỉu luôn. Mẹ mặc lên là cưng cực kỳ luôn. Xuất sắc luôn. Trời ơi, nó to dã man như vậy này đã không. Rồi đại cổ. Chị Bỉ có ở trên live không chị Bỉ ơi? Chị Bỉ của em ở đâu rồi nhỉ? Chị Bỉ đang kêu sáng nhờ, cứ kêu Nhung lên hàng nhí đại cho chị Nhung lên đấy với. Đâu rồi nhỉ? Ồ, bán lẻ phải không? Ok bị ok 7. Rồi ai lấy vàng không? À, ai lấy tím của mình tím. Em không chuyển khoản mà vẫn đi đơn kỳ lạ. Có gì đâu kỳ lạ. Giao hàng cho rộng nhà. Bởi vì mi ở sát nách nhà chị mà lo gì, hiểu không? Sát nách, anh ta anh kêu nhà lê hàng là cứ sát nách nhà nó, thấy hàng nhanh cho nó đi cho rồi. Giống như là để ở kho này thì di chuyển qua kho khác. Cho nó bán. Rồi còn khách VIP không à? Rồi ai lấy comment em xanh đại cho Ngọc Na Vũ. Maxi hả? Maxi hôm nay để Nhung coi xem Maxi hôm nay giao kịp không. Lê hàng ở sát nhà em mà, toàn là khách sát hàng xóm láng giềng. Hồng hồng hồng, ok. Bikini không có, bán lễ đi chị hả? Rồi ai lấy cho mình em màu hồng nha. Màu hồng có đầm size đại cổ không? Có đấy Phương Nguyễn. Rồi ai lấy cho mình cho em màu cam. Cam, màu xanh. Xong rồi em lơ, em lua đầm cho chị Nhung ấy. Cái set này cho các con đi học, đi chơi này, đi chơi này. Lễ 30 tháng 4, đó ơi cưng không? Nhìn nha. Dạ chị, 7787 7787102 chị ơi. Bảy bảy tám bảy một lẻ hai chị gấm ạ. À, có hình nha, lô này có hình các chị nhá. Rồi ai lấy xanh cho mình xanh giùm em này, xanh đây à chị gấm ơi, xanh nhá, nhĩ đại cổ form rất là to. Rồi cam, ai lấy cam của mình cam, 7787 102, túi mổ đầy đủ hết, vải đẹp tuyệt vời luôn. Màu cam, 7787, màu vàng, ưng cực luôn á. Cái hàng này các bạn nhận về đảm bảo các bạn sẽ ưng. Rồi ai lấy màu hồng đào của mình, hồng đào giúp em. Hồng đào nhá, hồng đào nhĩ đại cổ. Hồng đào, ủa còn tím nữa hả? Vậy là 5 màu. Tím nữa á, ai lấy tím của mình tím giúp em, tím, tím, tím. Nhĩ đại cổ, đưa chị Nhung bộ đạn, em bộ cổ.
đây cổ của chúng ta đây, tuyệt vời luôn. Ai lấy comment em màu nào nhá, chị gấm lấy màu nào báo em với. Màu đào, màu vàng, màu tím, màu xanh, màu cam, 4-5 màu, 5 màu các tình yêu của em, 5 màu, màu nào cũng đỉnh hết, nói chung màu nào cũng xinh xịn sò hết. Rồi ai lấy màu nào báo em nha. Bộ chân váy này, bộ chân váy nốt đi để chúng ta còn qua mã khác. Bộ chân váy comment rõ giùm em là chân váy, và giá của chị em mình cũng chỉ có 7787 thôi, cái này là nhí đại, 7787 nhí đại nhé, 7787 nhí đại. Cam, ai lấy cam quần cam, quần chip đầy đủ, quần chip đầy đủ, được chưa? Rồi 7787 cam, 7787 màu vàng, cưng quá, lễ này các bạn, hàng này hàng bán lễ nha, hàng này hàng bán lễ đó. Vàng 7787 xanh. Ủa sao còn có 3 màu em? Đầm đi chơi lễ, em ơi lấy đầm chơi lễ, đầm đi, bán đầm đi. Xả đầm cho các bạn luôn. Ừ, bây giờ đầm này chỉ có Luni với đầm của bên băng kit thôi. Luni với băng kit thôi. Luni với băng kit, Luni với băng kit. Cam nhí cho cam váy phải không? Uốn bông lê cái này phải không? Ủa cái này còn màu hồng nữa mà sao bên kia nó không đưa màu quả? Vậy thì đây đây đây. Rồi ai lấy cam qua mình cam. Cam nhí cho cuốn bông lê. Xét nhung lai xong luôn rồi ấy, hết luôn rồi ấy. Xét zin hả Yến Doanh Nghiệp? Xét zin hả? Em zin phải không? Nhí đại cam cho bạn Ủa Khánh Nhung, nhí đại cam cho Khánh Nhung. Đầm nhiều băng kít size 110. Đầm băng kít size 110, 18 tùm lum hút. Mày chạy xuống mày lấy hết đầm băng kít lên cho Nhung sao. Cái này còn đúng một cặp duy nhất này. Còn sót một cặp duy nhất cho bạn Yến Doanh Nghiệp có lấy luôn không? Rồi. Rồi ok, xong xong cái này xét Quảng Châu chị. À hàng Quảng Châu không còn một ri nào luôn Yến Doanh Nghiệp. Tốn qua like rồi. Rồi ai lấy xanh không mình xanh giùm em này. Còn quần jean thôi, còn quần jean Quảng Châu đây, nhưng quần jean Quảng Châu mới áo lẻ Quảng Châu. Rồi ai lấy cho mày em màu xanh, ai lấy xanh không mình xanh giùm em, cái này là 8595. 8595 tốn qua Nhung Lai rồi. Rồi xếp zin nha, xếp zin các bạn ơi. Xếp zin. Rồi rồi, đi nhanh vào. Trời ơi này. Giả ma. Trời ơi giả ma luôn, không thể nào còn gì để nói luôn. Cái này cam còn gì nè, cái này hốt nhanh nè, hàng bán lễ, cái này là dành cho bé trai để bán lễ đây. Quần jean, túi hộp, vải đỉnh, đỉnh cực đỉnh luôn. Hàng này ai chưa lấy thì sẽ nhanh nha, em lua nhanh cái hàng này thôi tại vì nó cũng hết rồi. Lô này em đã gần hết nha. Cam đẹp hơn cả hàng Quảng Châu. Hàng này bao cho mọi người nhận về form to 15kg đổ lên, cồ là 65kg đổ về, được chưa? Rồi ai lấy nhí đại cồ cam, nhí đại cồ cam, em không biết bằng bao nhiêu ri đó. Quần jean co giãn xuất sắc luôn. Quần jean co giãn xuất sắc luôn đó. Rất lắm luôn đó. Rồi 2939, 129, 139 và 154. Ngân su su cứng tương tướng là nhiều đấy. Hồng bộ cặp phải không? Hồng bộ hay là bộ chân váy hả? Đây hả? À? Đây này. Phải không? Nhí đại cổ đây hàng ơi. Size nào ghi rõ nhá. Đây là bộ hay là chân váy? Rồi nhí đại cổ có size nào? Rồi. Ai lấy cho mình em màu cam, nhí đại cổ cam này. Nhí đại cổ cam ngân su su ngày hôm qua lấy nhiều, cũng nhiều cái hàng này. Rồi nhí đại cổ cam. Rồi nhí đại hồng này cho bạn Lê Hằng em ơi. Nhí đại hồng này cho Lê Hằng. Ok. Nhí đại cổ xanh. Đẹp, đẹp tuyệt vời luôn. Trời ơi đẹp tuyệt vời luôn. Bộ gái chị mới cầm đẹp quá hả Yến Doanh Nghiệp à. Chờ Nhung lua lại cho. Rồi ai lấy xanh cho mình xanh. Xanh nhá. Nhí đại cổ xanh. Nhí đại cổ xanh. Nhí đại cổ xanh. Em có mẫu này chưa nhỉ? Vina Lê kiểm tra chị Nhung ơi, mẫu set jean này Vina có lấy chưa? Em ơi. Có cái hàng này nhận về cho các bạn ngất luôn á. Mấy kiểm tra chị Ngân Su Su có thì rồi nha. Trời ơi trắng này. Hàng này đẹp lắm luôn á Vina, đẹp lắm luôn. Rồi em cảm ơn. Ôi em chào chị Mỹ Dung, nay trở lại rồi hả chị ơi? Hay bắt đầu chiến lại hay gì hả? Rồi. Vàng nhí cho cuốn mông lê chân váy em ạ. Vàng nhí chân váy cho cuốn mông lê. Rồi bắt đầu chai xanh suốt này này, xanh suốt cho chị Mỹ Dung hả? Vinale chưa có hàng FZ hả? Vinale chưa có hàng bé trai, Vinale chưa lấy hàng này, chưa lấy hàng này. Rồi chị xanh suốt cho chị Mỹ Dung, em cảm ơn chị Mỹ Dung rất nhiều. Nhí đại cổ,
129, 139, 154 rẻ và nó là kinh khủng khiếp luôn á. Trời ơi bây giờ set zin mà chị em mình nhập vào cái giá này. Hả? Rồi chai xanh rút cho Mỹ Dung. Với lại chị Ngân Su Su coi lấy được màu nào rồi. Màu trắng này, đẹp chưa? Gì? Mày đọc từ từ, mày đọc vậy mà anh mấy chị còn không nghe gì. Rồi xanh đại cho Vinalay luôn. Xanh đại Vinalay. Biến á hả? Ừ. Mấy chị đang lại hả? Ừ, ừ. Có đậu, có đậu. Vinalay mà. Ừ. Vinalay thì có 5 tù, 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 có rồi cái gì? Trắng, cổ đại trắng, cổ trắng. Đại vàng. Đại vàng. Đâu vàng đâu? Đại vàng, đại đen. Túng lại là chị thấy mày đủ đào màu đại cô rồi. Thì, à cái chị nhà chị Ngân Su Su ơi. Chị Ngân Su Su em thấy chị là đủ màu đại cô luôn rồi đó. Màu vàng, màu đỏ có chưa? Có màu đỏ là chị chưa có thôi chị Ngân Su Su. Có màu đỏ là chị chưa có thôi. Còn em thấy đại cô chị đủ hết rồi đó. Chị không lấy nhí à? Đó. Vâng ạ, à, vâng ạ. À. Dương Bảo Anh là bạn nào vậy? Trắng đại cho Vinalay luôn. Em thấy chị Ngân Su Su là có đủ hết rồi đó. Trắng đại Vinalay. Chưa có vàng cổ. Chưa có vàng cổ. Chưa có đen cổ. Hình như hết mà. Cái này hết mà. Trắng đại Vinalay. Xanh suốt Dương Bảo Anh là bạn nào? Dương Bảo Anh là bạn nào báo lại giúp em với. Dương Bảo Anh là bạn nào báo lại giúp em với. Dương Bảo Anh báo lại giúp em nha. Vâng ạ, à, em thấy rồi. Dương Bảo Anh là bạn nào báo lại giúp em. Rồi, có cặp ống loe này chị Mỹ Dung ơi, cái này là cặp ống loe cho chị Mỹ Dung luôn. Còn không? Cặp ống loe cho chị Mỹ Dung, ok chị 8595. Đúng rồi. Hết luôn rồi đó, cái này còn đúng một cặp cuối cùng luôn này Huỳnh Thi. Nguyễn Thị Huy hết sạch luôn rồi á. Lên rồi và các chị đã chốt hết sạch luôn. Bây giờ còn sót đúng còn cặp xanh nào không? Đen còn không? Đen hết luôn, còn đúng một cặp xanh cuối cùng. Cặp xanh cho chị Mỹ Dung. Rồi, vàng suốt bé trai cho chị Mỹ Dung luôn. Vàng suốt, đúng rồi. Rồi, vàng suốt cho chị Mỹ Dung. Rồi, cặp xanh này cho chị, cặp xanh ống loe này cho Nguyễn Thị Huynh luôn. Hết luôn đúng không? Nguyễn Thị Huynh luôn. Rồi, bắt đầu các bạn tập trung vô nhìn giùm em, ủng hộ em Dung cái set zin nhá. Thế riêng của chị em mình có đỏ nhí đại cô này. Đỏ nhí đại cô. Tối hôm qua bạn nào chưa lấy thì lấy. Bởi vì hàng này các bạn cũng lấy khá là nhiều rồi. Đỏ nhí đại cô này. Vàng nhí đại cô. Rồi vàng còn nhí đại cô này. Đẹp xuất sắc luôn. Form nhỏ nhất là em đang cầm nhé. Form nhỏ nhất em đang cầm trên tay đó. Đen. Ôi đen đẹp luôn. Em chào chị Nở. Chị Nở bán lại ủng hộ em Nhung với nhé. Rồi vàng nhí đại cho chị Bỉ. Em cảm ơn chị Bỉ đã xuất hiện. Em cảm ơn chị vì đã ủng hộ em Nhung. Cái này 129, 139, 154. Hàng vải đẹp tuyệt vời luôn. Trời ơi, ép jean vải đẹp lắm luôn. Cái quần nó may này. Cái quần này không có bạn bán cũng đủ lời rồi á. Áo đẻ cô ngày hôm qua em gọi chị lúc đó. Chắc là chị bận hay chị nghỉ rồi. Hết sạch không còn đi nào. Rồi vàng đại cho chị Bỉ. Rồi vàng nhí đại chị Bỉ. Đen nhí này chị này bể luôn. Em bốc đi chứ không là không biết đâu nha. Dạ trong vàng đài cho Vinalay. Em đang hỏi chị Dương Bảo Anh là chị nào lấy xanh suốt. Nhưng em không biết là ai nên em không chốt đơn được ấy. Có ba lỗ không? Ba lỗ, dạ ba lỗ chỉ có hàng thun thôi. Còn set zin không có ba lỗ chị ạ. Vàng nhí nữa cho chị Vinalay. Trời ơi xanh lá đẹp chưa được. Dã man xanh lá. Xanh lá, comment lá giùm em, xỉ mới. Cảm ơn Dương. Dương ơi, Dương nhắn Zalo giùm em nhé. Mình có lên gái sắt nách không? Bé gái không? Sắt nách bé gái hồi nãy em có mớ. Có tay nhiều chị ạ. Xanh lá đại cho chị Bỉ. Chị xong lấy cổ. Chị Bỉ xong lấy cổ. Tại vì các bé lớn cần những set tin đi chơi mà. Rồi đi học nữa. Ừ, Nhung đang like này bé. Lá nhí đại cho Vina. Lá nhí đại cho Vina. Ồ, màu trắng đẹp quá. Màu trắng đẹp quá. Màu trắng hết hả? Màu trắng còn gì?
hết đại. Lá nhí đại Vina em ơi. Đỏ nhí cho chị Mỹ Dung luôn. Đỏ nhí Mỹ Dung. Bây giờ trắng em còn mỗi nhí với một cồ đấy hả? Trắng còn một nhí một cồ hết luôn. Trắng nhí cho Vina luôn. Trắng nhí Vina em ơi. Bây giờ trắng còn gì kiểm tra nhanh còn đại không? Hết đại rồi Thủy Cam, bây giờ lấy nhí nha. Trắng nhí cho Thủy Cam luôn em ơi. Còn một rico, còn hai rico là trắng. Rồi trắng nhí cho chị Bỉ luôn. Chị Bỉ có không? Thủy Cam, Vina với chị Bỉ, Mari. Rồi còn sót đi cuối cùng mẫu. Với lại còn cô. Còn rico. Em cho các bạn xem lại. Trời ơi em có giận trắng bên Zalo. Chắc không phải. Hu hu hả? Em sáng nay á, Thủy Cam có nhắn ở trong Zalo các em đã chết thịt cho Thủy Cam không? Lấy hàng cho Thủy Cam chưa? Mà em đã bốc chưa? Em tìm chữ Thủy Cam xem đơn của bạn ra chưa? Lá, em cho các tình yêu của em nhìn lá. Thì Cam có rồi, bốc hàng chưa? Nhí đỏ, nhí trắng, đại trắng. Bốc rồi. Thì Cam vậy bỏ một ri trắng nhí ra em ơi. Nhí đỏ, nhí trắng, đại trắng rồi thì Cam. Bốc rồi. Rồi ai lấy cho mình em một lá. Đẹp nhỉ. Trời ơi, giá ma luôn, hàng này bán sướng lắm luôn á. Đen còn gì nhỉ, Nam nhỉ? Em luôn hả? Em lấy luôn trắng nhí luôn phải không? Tức là lấy thêm luôn đúng không? Rồi vậy là Thủy Cam lấy luôn trắng nhí luôn. Ok, cảm ơn em. Ok, cảm ơn em. Vàng đẹp lắm luôn rồi các bạn. Vàng em cũng gần hết luôn đó. Vàng, ai lấy vàng các bạn vàng. Ép jean một màu quần này. Ừ, đúng rồi. Hôm nay quần ép jean có một màu này thôi. Nhá, rồi. Ai lấy các bạn em một khói là xanh nhất rồi. Một khói là xanh nhất rồi. Khách họ mua, họ chỉ mua một bộ, hai bộ thôi. Rồi ai lấy xanh các bạn xanh. Ép jean mà làm với màu xanh nó lại không đẹp, nó kỳ lắm. Ý là quần jean mà làm màu khó là vẫn thấy vip nhất, thấy nhìn nó vip nó sang. Mấy lần làm màu xanh các bạn toàn đòi lấy màu khói không. Rồi ai lấy không mình em đỏ, quá rừng luôn. Ủa cái lô này không có xám hả em? Yến doanh nghiệp ơi, xếp bộ bé gái này em này. Móc rồi chắc chắn, ông chị em hỏi cái mẹ ở đây. Ừ, có đầy ổ ảnh hết đâu đấy. Chị Ngân Su Su, em có đẩy hình trong group rồi ấy, chị Ngân Su Su. Chị vào group lấy hình giùm em nhé. Em tải hình vào trong group rồi đó. Bộ em Dinh có hình hết rồi. Rồi bộ bé gái này, hồi nãy em vừa like đó. Đẹp tuyệt vời luôn, nhí đại cổ. Giá sốc cho các bạn chỉ có 7787102 thôi ạ. Nhí đại cổ form rất to. Rồi ai lấy ủng hộ em Nhung màu tím. Nhí đại cổ tím. Nhí đại cổ hồng. Xong rồi chúng ta sẽ lên đầm. Bộ cô tông. Rồi ai lấy cho mọi em màu hồng. Nhí đại cổ hồng. Rồi nhí đại cổ vàng. Đẹp cực kỳ luôn, nhí đại cổ vàng, nhí đại cổ cam. Yến lấy màu nào báo Nhung nha. Hồng nhí đại cho Yến doanh nghiệp. Hồng nhí đại cho Yến, cảm ơn em yêu. Tím, màu vàng, màu cam sữa, đẹp lắm. Màu cam sữa nãy giờ các bạn chốt màu cam nhiều quá. Rồi màu vàng. Hết đại nha. Hồng đại hết luôn hả? Hồng đào hết. Cam nhí đại cổ, cam suốt cho bạn Yến. Cam suốt cho Yến. Hồng hết gì em ơi? Hồng đào hết đại, hết nhí luôn chả. Đưa chị Nhung một rico qua đây cho chị. Rồi ai lấy xanh không ạ? Xanh giùm em. Ba lỗ phải không chị? Em sẽ lên ba lỗ bé trai cho chị ạ. Ba lỗ bé gái thì hôm nay không có. Rồi ai lấy xanh ủng hộ Nhung xanh. Ok, rồi xanh ủng hộ em Nhung xanh. Đẹp tuyệt vời luôn, nhí đại cô nhé. Vải đẹp quá à? Cái vải đẹp quá chị ủng hộ luôn. Áo trụ khi nào like, áo trụ nó còn chưa đẩy quay gì luôn. Rồi, cam 100% áo đó có, tại vì đã đi chụp hình rồi mà. Em lô đó em không chia buôn, em để hết cho các bạn luôn mà. Áo đó nha, nên các bạn sẽ có được hết á, gần như là đủ á. Kiếm ít sơ mi kẻ, sơ mi đâu rồi? Sơ mi buông trước họ đâu. Đưa chị Nhung sơ mi sale cao cấp luôn. Sơ mi cao cấp luôn, đưa chị Nhung sơ mi để các chị bán luôn. Lấy sơ mi ra đi. Hồng đào còn đi cồn. Đẹp chưa? Có cái hồng đào này. Dã mơ.
tím có cổ không chị? Tím không có cổ. À, nhí đại cô mà. Tất cả hàng này đều có nhí đại cô hết. Rất là sai nhí đại cô. Hàng lô này em sản xuất nhí đại cô. Nhí đại cô. Ép zin màu xanh này đỉnh lắm. Ép zin màu xanh này đỉnh lắm luôn á. Màu xanh nhá. Với lại màu cam. Đó là ép zin. Được chưa? Rồi bắt đầu em chua hàng. À, 7787102 em yêu. Giờ ông Cọc em cần ít bộ gái. Ok Kim Nguyễn. Yêu Kim Nguyễn. Lỡ xem like không được, vừa bán được con nhỏ. Giá thì có là 7787102 thôi Ngọc Nguyễn ơi. 7787102. Rồi đưa Nhung xem. Đưa Nhung. À cái quần jean này bạn ngày hôm qua bạn là chưa lấy này. Hàng jean Quảng Châu. Cái jean đẹp cực kỳ luôn. Cái jean mà đẩy hình vô trong thuốc. Bộ siêu nhân hôm nay không còn đi nào thôi. Siêu nhân mình còn không Nam nhỉ? Rồi cái này là jean cổ. Jean cổ. Jean đại cổ các bạn nhé. Giá chỉ có 129 mà thôi. Đẹp cực, ngầu vô cùng luôn. Kết hợp mấy cái áo ngày hôm qua đó. Rồi jean. Ngọc Như, Ngọc Nguyễn Như là ai vậy? Ngọc Nguyễn Như là ai? Báo lại giúp em với. Cái này là gì vậy? Ngọc Nguyễn Như là ai? Nhưng mà Nhung không nhớ là Ngọc Nguyễn Như là bạn nào á. Quần jean, bạn nào chưa lấy quần jean lấy đi các bạn. Còn một ri này. À Nguyễn Thị Dương, cảm ơn Ngọc. Tím cồ cho Nguyễn Thị Dương. Chẳng bom phải không Thị Dương ơi? Ở Biên Hòa phải không? Ở Đồng Nai phải không? Nguyễn Thị Dương Long Xuyên, em ghi hình như Nguyễn Thị Dương không ra Long Xuyên được đi. Ok ạ. Nhắn chấm lại Zalo nhé, chấm lại Zalo. Lấy bộ Zalo ba lỗ bé trang, lấy bộ ba lỗ bé trang. Ừ, ba lỗ bé trang. Cái sơ mi này. Trời ơi, Dương Long, đơn giản sang, kết hợp với quần jean. Cho chị một đi quần jean nhí. Cho chị đi quần jean. Mặc vô quần jean thì nó tây vô cùng luôn. Vâng ạ, vâng ạ, em sẽ lên luôn cho. Đi lên bộ lòng mở mở. Jean nhí này, jean nhí này. Jean này mắc lắm luôn các bạn. Đẹp cực kỳ luôn mà giá sale jean 59.000. Ai chốt nhanh thì được. Jean 59.000. Còn có khoảng tầm 3-4 ri thôi. Trời ơi, jean này đẹp lắm luôn các bạn. Nhìn còn jean. Jean sale nhá, hàng này đi 9 mấy đó. Hàng 9 ít đó. Hàng này viên xịn nha. Mà giá sale có bao nhiêu? 59k thôi. Rồi áo sơ mi. Tím đi 8 em ạ. Đi à đi 5, tím đi 5. Nhắn Zalo dùng nhá. Đẹp chưa? Rồi sơ mi. Sơ mi này là sơ mi sale và giá của chị em mình ủa. 4 à. À giá bằng keo hả? Chị phải kêu ủa sao nó dính bằng cách nào? Em ơi quần jean Thảo Trần. Này, Thảo Trần jean này. Thảo Trần chất jean này, quần jean này. Đẹp quá mà. 59.000 luôn đi. Sơ mi bán sốc cho mọi người giá 39.000 luôn sale. 39k. 39.000 các bạn, hàng sơ mi. Sơ mi cắt mạc nha mọi người nha, hàng sơ mi cắt mạc. Hàng sale đấy, hàng này hàng công ty nên bởi vậy là nó sale. Thôi, một đi có ống áo à. Sale nha, 39.000. Size nhí, size nhí các bạn ơi, trời ơi đẹp lắm luôn. 39.000 về bán kiểu nào được. Hàng sơ mi cắt mạc. Ok chưa? Đùi gái không? Còn đùi gái không? Mình còn đùi gái. Rồi, màu này em ơi, màu này cho chị Bỉ, màu này của xong ăn kít. Bỉ nè, xong ăn nè. Màu này màu xám này. Là... chị Bỉ, chị em ghi cho chị Bỉ. Xong ăn. Phần trước, phần sau. Ok. Rồi, cốm có 2 ri, cốm có 2 ri không? Đẹp đẹp cái vải đã ghê luôn, cái vải đẹp lắm luôn. Ai lấy cốm ủng hộ em Nhung cốm. Cốm nha, ai lấy cốm mà mình cốm giùm em. Cốm. Cốm cho mít ướt. Mẫu nó có dây á. Cốm xong an. Cốm cho chị Bỉnh. Thấy rồi. Nhà mình ơi em hỏi thiệt lòng này. Cốm chị Bỉnh của em bán mít giá nhiều quên. Xong an hơn tiếng ngon. 39.000 này. Tốt mít ướt xong an thôi nha. Đây. Bỏ vô mẫu vô rồi, đi lấu rồi. Đó là rẻ. Mít ướt xong an. Xám cho chị Nga Nguyễn. Xám tây này cho chị Nga Nguyễn. Màu này mới là đỉnh đó. Thì Nga Nguyễn Huỳnh Phương 39.000 về nhắm mắt dạ, bán ra đấy. Hồng Dương, Vương. Thiệt lòng luôn. Rồi các bạn chịu khó về hả? Bỏ ừ, cái này ra. Tại vì hàng này nó cao lắm. Hàng này đi cao nên bởi vậy buộc họ phải cắt cái mạng đi. Chứ nó không phải buôn nó giết họ. Thiệt luôn á. Nên bởi vậy các bạn về các bạn chỉ cần việc tách cái nhãn này ra là xong. Vẫn có số nhá. Chứ không là buôn họ giết luôn đùa đâu. Nó đi bảy mấy ngàn mà bây giờ chị em mình bán cái giá cả chớ như này trong khi hàng đang kham.
đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Với lại chị Huỳnh Vương sáng cho Sumo luôn em ơi, sáng cho Sumo luôn. Đẹp này. Rồi cái này sáng đậm thôi, thôi kít vừa lấy cho kít cái kít đi chơi. Sáng đậm xay nhí, xay nhí mà đẹp lắm luôn. Cái này mà cho con mặc mặc đầy tháng khôi nôi thì đúng đúng gọi là VIP của VIP. 39.000 đừng có suy nghĩ gì cả, chúng ta cứ để trong shop bán lễ, bán nhiều khi tuyệt vời luôn đấy. Ừ, đi học hả? Trời ơi, sám đậm này tây chưa? Sám đậm nha, sám đậm. Chắc tôi chết mấy cái đồ này luôn đó, sám đậm. Sám nhạt này, sám nhạt cho chị Cam, 39.000 em yêu của chị. Cam ơi, 39.000 nhá. Rồi cái này sám đậm, cưng quá này. Cái quần như vậy 59.000. Chắc chị nghĩ kịp á, đậm cho Huỳnh Vương. Ừ, đậm, màu cốm hết rồi, màu cốm hết rồi, đậm cho Huỳnh Vương. Đậm và nhạt hai màu. Rồi cái màu này gọi là màu nâu, phê, màu nâu, cưng lắm, toàn là màu. Nói chung là những cái tông màu này mới là màu của gần như là sang chảnh, màu kiểu dạng như đỉnh đấy, màu độc lạ đấy. Nha, nâu có mấy ri thôi, nâu được 3 ri các bạn. Trời ơi, hàng đi 72.000, giờ sale 39. Nâu ai lấy nâu qua mình nâu gì đi, nâu, nâu nâu. Cái này là lửng rồi. Quần này bộ 59.000 em yêu. Quần là 59.000 size 18. 59.000 xuất riêng coi giảm. Đẹp lắm luôn á. Đẹp cực nha, không phải hàng thường đâu. Rồi ai lấy cho mình em màu nâu. Nâu mềm. Jean mềm cực, jean rất mềm. Đây này jean coi giãn mà, nhưng nói jean coi giãn mà. Mềm nha, Út Thăng Lê. Jean rất rất mềm luôn. Đây, 59k. Cái hàng này đi tới tận có giá của nó, có giá niêm yết. Hàng này 87.000, giờ chị em mình đi giá sale 59.000. Sơ mi to không có. Rồi quần jean này của bạn Song An Kit, ok. Quần jean Song An Kit luôn. Quần jean Song An Kit. Quần jean. Màu xanh này. Quần jean nhỉ. Ủa, đi ngã có hơi đi mà sao có chưa ghi đi nào rồi sao lại. Đâu rồi. Thảo Trần với lại Song An Kiếp. Jean mềm nha, jean cực mềm luôn. Rồi cái này là xanh. Xanh Huỳnh Vương, xanh cho. Ở Ngân Su Su lấy áo sơ mi hả? Hay là quần jean? Ngân Su Su lấy cái gì báo lại giúp em với. Ngân Su Su. Sơ mi màu khác. Hết sạch luôn đấy. Thấy rồi. Màu xanh cho hết ta. Màu xanh cho Ngân Su Su Huỳnh Vương biết luôn. Ủa tại sao không biết? Em biết màu xanh nào bây giờ nhìn một đống này ngày mai đọc bill được không nào? Trời đất ơi. Em biết chứ, nãy giờ không biết à? Rồi còn mẫu nữa, rồi ai nữa? Rồi hết. Quần jean còn. Cả mẫu. Xanh Su Boy. Xanh Thủy Nga Nguyễn, bốc Su. Còn mấy đi? Có 2 đi thôi. Thế là Ngân Su Su Huỳnh Vương. Viết, bắt đầu đó đây, từ nãy giờ. Xám này còn gì, quần jean còn màu khác, còn mẫu khác. Còn. Này xám đậm, ai đây xám đậm, mua bằng xám đậm. Xám đậm. À chị có ghi, thôi cái quần jean á, mới ghi vô 59 còn gì mới. Xanh đá. Xanh đá được mấy đi. Xanh đá được mấy đi. Xanh đá các bạn ơi, xanh đá. Xanh đá đẹp nhất luôn á, xanh đá đẹp nhất luôn, xanh đá. Nhà mình ai lấy xanh đá rồi, xanh đá. Quần jean còn nhiều lắm, quần jean còn nhiều. Xanh đá Ngân Su Su, đá Huỳnh Vương. Ngân Su Su, Huỳnh Vương, Song An. Thì Nga một điện. 39 nha, ok, xanh đá. Rồi. Nó là vải... Nó là xay nhí, vải rất xịn. Vải xịn lắm luôn nha bạn Trúc Quyên. Mềm, mềm và cực kỳ xịn. Nhưng có điều nó là xay nhí. Xay nhí. Mềm. Mềm lắm luôn á. Mỗi tội là xay nhí thôi. Rồi ai lấy cho một em. Có quần jean này 59 nha. Jean mà lên. Mà lên một em. Đèn lấy mẫu đi. Xanh đá Trúc Quyên. Rồi còn một ri xanh đá cuối cùng. Còn một ri xanh đá cuối cùng. Còn ri trắng nào. Buông sức trắng hết rồi. Trắng hôm bữa nay sạch rồi. Nè,
còn xám đậm 39.000 em yêu. Sơ mi cắt mạc các hàng sale đó, hàng này nó nghiêm không có giá này đâu, giá nghiêm không có giá này đâu. Đây đây thì Dung Lê, cái này một xám đậm, xám đậm nhìn tây cực kỳ. Ngân Su Su có xanh đá không? Rồi ai lấy xám đậm mua mà xám đậm thì mua xám nhạt này, xám đậm xám nhạt, rồi màu nào nữa nhỉ? Xám đậm Khánh Nhung này, xám nhạt này. Rồi phần này gì nhỉ? Không có chưa? Chưa có một trang. Đi 4 thì 5 gì đó thôi. Đúng rồi. Chỉ có 4 thôi, nên rất là ít, các bạn lấy 2-3 ri về bán. Màu cam. Ai lấy cam vào bằng cam giùm em. Cam không bán lẻ chưa? Cam cho Huỳnh Vương, cam Ngân Su Su. Huỳnh Vương Ngân Su. Xám nhạt cho Thị Dung Lê. Thị Dung Lê. Hai cam Thủy Cam. Hai cam Thủy Cam. Cam Khánh Nhung. Rồi Trúc Nguyên. Đây đi cuối cùng cho Trúc Nguyên. Hết cam. Nhiều màu lắm. Sắm nhà đó Thủy Dung Lê. Đi cuối cùng là Thủy Dung Lê sắm nhà. Hết rồi, hết rồi chị Thủy Nga Nguyễn nha. Màu đá còn ri nè. Màu đá, đá còn ri, đá còn ri. Duyên lửng gái à, bây giờ chỉ có nước ở đem ra để treo cái hàng BB thôi Tây Dâu ạ. À. Em yêu của chị. Rồi ai lấy cho mời em màu đá, đá nhé, đá còn ri. Đá còn một ri, đá cho bạn mít ướt. Đá mít ướt. Xám đậm còn 2 ri. Ô đá còn ri này. Đá thì Dung Lê. Đá thì Dung Lê hết đá luôn. Còn ri đá nào? Cái màu xanh này đẹp cực kỳ. Này là thêu. Nhìn biết ngay là hàng xịn rồi. Nhìn biết ngay là hàng xịn rồi. Mỗi tội xanh ý thôi. Cái này có một em số 1. Số 1 có thể yêu ơi, ai lấy số 1 có mặt số 1 thôi. Cái đá đâu, cái đá rồi em yêu. Rồi số 1, số 1 đẹp cực kỳ 39. Số 1 các bạn nhé, số 1. Số cái hàng này cho các con mặc đi thôi nôi thôi tiệc tắm tiệc cùng này kia đẹp lắm. Đi lễ đồ này kia. Số 1 cho mít ướt đâu cái gì mẫu không? Ở này còn mà, cá quên. Nè. Số 1 cho mít ướt. Bình Vương. Nhung đang sale với 39 nha. Bình Vương còn 2 ri. Số 1 còn 2 ri. Cho Hà Thu. Còn 2 ri. Thu Boy. Thu Boy. Sơ mi. Bộ thể thao ba lỗ. Có bộ ba lỗ chị ạ. Em ơi bay ra lấy bộ ba lỗ thôi đi Nhung muốn. Ừ, bộ ba lỗ cao cấp luôn. Lấy hàng của bên FD luôn mấy bộ này luôn. Ok. Cho em thêm một cổ hồng bé gái. Là cái bộ hồi nãy hả em hả? Cô bé gái em ơi, cái bộ giáp lăng á. Hàng thun lạnh, à không ạ, hàng thun lạnh em không có. Cái này là xám. Xám nâu á, nâu nâu nâu. Đỉnh quả chóp nha, nâu ai lấy nâu cơ mà nâu. Không, hai màu đậm nhạt rồi từ lưới chứ mà tại vì Nhung lấy để Nhung cho mọi người coi mẫu thôi. Rồi xanh này nè, em mở mọi người xem nha. Từ từ để em lên áo đã, xong ạ. Đang xả có 39.000 Cao Minh ơi. Đang xả bộ cô tông cũng được em vâng ạ. Thì chờ em xíu, màu hồng nốt đi. À, màu cam cam này. Đó nha. Ai lấy cho mà em mã này thì chỉ có mã con gấu thêu này chỉ có hai màu thôi. Đẹp cực kỳ luôn. Trời ơi 39.000. 39.000 đấy. Đấy đó chưa vậy. Hồng được mấy đi? Thủy cam này. Thủy cam này. Bình Vương này 39.000. Cái thương luôn. Thủy cam này. Thủy cam. Bình Vương ok. 2 cho Huỳnh Vương, à 2 cho Thủy Cam luôn. 2 đi cho Thủy Cam. Rồi thì Nga Nguyễn luôn. 2 đi cuối cùng. Còn 2 đi cuối cùng ủng hộ em luôn cho hết. Nhận về ông mê luôn á. Cái chất vải này sướng lắm, thì mặc nó bền. Hàng này mặc bền lắm. Rồi xanh cho chị Thủy Nga Nguyễn luôn. Xanh cho chị Nga Nguyễn. Cổ hồng giáp lăng. Ừ, Lê Hằng lấy cổ hồng giáp lăng nha em nhé. Áo thun nhí thì chỉ có hàng cổ trụ một xíu nó sẽ về. À mà.
em chạy qua lấy thì trong cho nó đi bé. Bây giờ có hồng với lại màu xanh, xong ăn lấy màu nào vậy? Lên đầm chứ, nhưng phải lên đầm á, phải lên đầm. Ủa cái này nó nằm đâu? Cái này ngủ đi. Xanh. Cổ cho Lê Hằng. Áo lẻ. Áo lẻ gì? Hồng với chị xong ăn, ok. Đây là hồng chị xong ăn. Hồng đi. Cam, ừ ok, nó là cam đó. Rồi ai lấy cho mọi em màu xám. Xám, xanh. Cam. Nó là pha pha giữa tông cam, tông hồng, tông nu tông. Nói chung là hàng đó là bé trai hay mặc size nhí mà. Rồi xám. Xám này đâu. Xám có 3 ri. Xám thì cam. Xám thì nga nguyễn. Cam ri cuối cùng cho Cao Minh. Cam này đi cuối cùng với chị Cam Minh. Cam. Cam. Đúng rồi, bán shop, hàng bán shop. Cam Minh. Hàng bán shop em đi. Hàng bán shop. Hàng cắt mặt, hàng sale. Ồ, cái hàng này mới nhí chứ không tiếc ghê. Nó là hàng xịn shop, hàng shop đó. Nhìn là biết rồi, nhé. Nhìn là biết mà, các bạn nhìn hàng đó là biết mà. Cửa hàng này nhỉ, mặc rộng 7 ký, mặc rộng, mặc 7 ký thoải mái, được thoải mái, 7 ký thoải mái em yêu, 7 ký thì hơi rộng lắm, nhưng mà thôi kệ, mặc rộng vậy cho các con nó xinh xinh. Cái hàng này đang cam trên thị trường mà không có đâu, hàng này thị trường không có đâu các bạn, rồi màu xanh đá, thị trường không có màu này, thị trường lại càng không có hàng này các bạn, rồi ai lấy xanh đá, màu xanh đá, xinh lắm, xanh đá, 17 ký thoải mái. Về chịu khó lấy cái kéo cắt cái mặt đi. Đá cho Hà Thu. Đá cho Hà Thu. Đá cho Mít Ướt. Đá cho Thị Nga Nguyễn. Đá cho Thu Boy. Còn hai đá. Hà Thu, Thu Boy. Mít Ướt. Màu xanh này. Này không có hình chắc luôn đúng không? Không biết là để có đá không? Đá không? Rồi, rồi. Rồi các bạn nào lấy nữa không? Báo em nha. Còn ri hồng. Kiểu con chó mà đằng sau in chữ. Kiểu con chó mà đằng sau in chữ. Đằng sau gập gập lai đó. Hồng hay lấy hồng không? Hồng. Hồng, hồng, hồng. Hồng các tình yêu, hồng đi. Hồng nha. Rồi, ri. Bôi gì? Tao muốn bôi người là tốt. Là màu lên rồi, bây giờ nó bôi. Jean đẹp chưa? Jean bán shop, jean luôn, bao chị luôn. Nó này boy, quần jean, má mới, đang đi chỉnh 87 ngàn. 87 ngàn, giờ sale mọi người 59 ngàn. Rồi ai lấy mã này, má boy cho mình boy lên. Chất jean co giãn đẹp cực kỳ luôn. Boy nha mọi người nha, boy. Ai lấy boy cho mình boy lên. Đó, boy nha, cái mã này này. Nhìn thấy không? Đây là chữ boy này. Boy cho Hà Thu được mấy đi mà. Môi cho Hà Thu. Rồi, rồi, chất jean mềm thì mềm, mất rất là mềm luôn. Cái này cũng Trường Thế Kim Nguyên. Giờ này Nhung mới thấy. Chúng ta sẽ bây giờ là bây giờ chúng ta sẽ boy boy ai boy boy. Rồi em mời bộ bộ ba lỗ cho qua cái này này đi chị đi. Đây nữa này. Cái hàng này nó đẹp đúng không? Hàng F-Zin đó các bạn. Hàng như hàng F-Zin. Nó đẹp như hàng F-Zin nữa. Chất zin của nó đẹp như hàng F-Zin luôn. Ở trong nó may lót này. Cái mã này này. Trời ơi, mã kia chớp này các bạn. Đẹp cực kỳ luôn. Nó y hàng F-Zin nữa. Trời ơi, zin của tao nó đỉnh lắm luôn. Nó mềm, nó xịn. Kia chớp, các bạn kia chớp 59 ngàn giá chất. Được
sự luôn. Cái quần jean này cầm về các bạn nhìn vô, các bạn sờ vô là các bạn muốn lấy liền luôn cho con mặc luôn. Bởi vì nó mềm, nó rất là mềm, đã lắm nhá. Rồi ai lấy cho mọi người t-shirt 59 này. T-shirt 59 đây. Cảm ơn Kim Nguyên. Tia chớp cho Ngân Su Su. Nhìn hàng là biết ngay nó là VIP rồi. Nhìn là biết. Tia chớp nha. Huỳnh Vương luôn. Tia chớp Huỳnh Vương. Tia chớp Khánh Nhung. Có đẹp giống như hàng BGK của mình. Khánh Nhung đúng không? Mà bây giờ các bạn đi nhập là nhí đã là 79.000 là giá sale nhớ không? 79.000 là giá sale. Trong khi bây giờ chúng ta lại còn nhập hàng nghiêm, bây giờ nó còn cao hơn nữa. Hồi cao hơn cả hồi Tết nữa mà bây giờ chúng ta lại nhập vào có 59.000 thôi mà jean chúng ta bán quanh năm. Huỳnh Vương, Khánh Nhung, ok. Cảm ơn Kim Nguyên. Kim Nguyên cho Nhung thông tin trong Zalo của Nhung với nhé. Cho thông tin giúp em với chụp màn hình chuyển cọc nhé. Chưa thấy cọc của Khánh Nhung. À Kim Nguyên. Nguyên chụp chuyển khoản không thì cọc giúp em là được nhé. Rồi, tất cả sỉ mới cứ ép Zalo cọc giúp em là được. Kiểm tra tài khoản của em, ok. Em sẽ lên bộ ba lỗ cho các bạn. Đẹp lắm luôn, quần trên từ chắc là màu nào với em nhỉ? Còn trên này. Còn cái này. Lỗng lỗ ra vô. Lỗng lỗ. Đây nè, đây lỗ rồi. Còn mã mẫu rồi. Tê chớp Hình Vương, tê chớp Nguyễn Hoàng An. Cảm ơn Nguyễn Hoàng An nhận về làm mê mặn luôn. Ô thế mày phải báo anh, để anh kiểm tra. Mày phải báo anh này. Tê chớp cho Nguyễn Hoàng An, cảm ơn em. Phải báo anh, nhiều khi anh còn giữ đơn của em nằm trên đầu em. Bibico còn không, Bibico bây giờ chỉ còn dài thôi. Còn dài thôi. Bị của dài thôi đúng không? Đừng có. Có đâu? Lấy mấy ri thôi chị ơi. Tôn xeo nhiều lắm. Rồi ai lấy cho một em cái mã này. Đẹp chưa? Ai lấy đỏ mình đỏ giùm em cái mã này, gọi là mã đỏ đi. Mã đỏ nha. Thôi. Cái này bóng rổ đỏ. Này. Trời ơi, VIP kinh khủng luôn, 59.000 nó còn gì nữa. Đẹp sữa nó rẻ. Bóng rổ nè đỏ nha, ai lấy bóng rổ đỏ cho Bình Vương, đỏ Bình Vương. Hàng này ít lắm luôn, hàng này còn ít thôi, khoảng là 4-5 nghìn đó. Hàng này bạn nhập vào 59.000 về bán vô tư luôn, bán 120-130 là quá rẻ luôn. Quần jean này 120-130 là rẻ đó, quá rẻ luôn đó. Được chưa? Mày ai lấy đỏ thì nhiên đỏ, ai lấy tia chớp của mình tia chớp, chất jean mềm nhớ quen với nó quá rồi. Tin đó form to không để chúng ta xem nó form to nhất bao nhiêu nha. Chờ như chị. Giá 88.000 đó, nó đang đi 88. Là giá sale, giá chưa sale hồi trước giờ đó, giá buôn đó. Còn bây giờ thì các bạn biết là còn còn kinh khủng nữa. Thì trước của chị em mình đây. 88.000. Tuyệt vời luôn, tuyệt vời luôn em ạ. Trời ơi, 59.000 không ai nghĩ cái quần jean này 59.000 luôn đúng không? Thiệt sự luôn á, tia chớp này cho Hà Thu luôn em ơi. Tia chớp Hà Thu Nam ơi, bóc tia chớp cho Hà Thu. Rồi, đỏ cho bạn. Cái hàng này chúng ta sẽ không thể nào tưởng tượng khi mà nhập về lại rẻ như vậy đâu. Em ơi, đỏ này cho bạn. Đỏ, hết luôn rồi. Tia chớp của Hà Thu đi mẫu. Ơi mở rồi, ok. Hà Thu của Hà Thu hết kia chớp rồi, cái đỏ không, Hà Thu rồi tia tết hơn đỏ cho đấy, đỏ cho Thủy Cam đi qua Mỹ hết kia chớp nha. Mở ra chưa lành, đâu có đi đỏ đâu. Không ạ, à, nó không còn tia chớp nữa, bây giờ chỉ còn đỏ thôi, không có đại đâu chị, nó là nhí đó, nhưng mà cái form em mở cho các bạn xem đó, nó là nhí đó, 59.000. Đại thì mã khác chị lòng qua đâu, đại thì em có mã khác xuất sắc.
Cái quần này 59.000 em hỏi mọi người bán được không? Trời ơi, chỉ sợ không có mà bán thôi, chứ làm gì có cái khái niệm không bán được ạ. À, hàng nó vip kinh khủng thế luôn mà. Nhá, rồi ai lấy cho mày em màu, cái này bóng rổ đỏ. May lo lưới mày mềm nhũng luôn, xuống cực. Hàng này bán 106, 107 vô tư. Thôi ai lấy đỏ mình đỏ, còn đi, ai đi, sao đi. Đỏ nhá. Mít ướt lấy đỏ đi, không có t-shirt nữa đâu. Cái này là gì? Nhỏ nhất 12kg, nhỏ nhất chốt 10kg đi. Tại vì sao nhiều khi các con mặc rộng. Em thấy jean các con hay mua để dành á. Còn, đỏ cho Phương Trinh. Còn. Phương Trinh. Trước còn có Nguyễn Vũ Hà. Ngày xưa đáng lý ta đi làm ca sĩ rồi dòng đời đưa đẩy ta chuyển vào làm con vui. Vô mấy nhà ra này. Tám ký ừ. Trời cưng kinh khủng luôn. Nó xếp line cho mình các bạn. Chỗ tuyệt vời luôn. Rồi mã này ai lấy cho mình em nhé. Mã Leon lo gì nữa. Rồi tuyệt vời nha. Nờ loi xuất sắc luôn. Nè bé bé gì nhở. Cảm ơn lấy nốt ri này đi em ạ. Chứ nó có 3 ri à mà nó đẹp lắm luôn. 59.000. Chị nhỉ? Các chị không lấy riêng nhí thì sao bán? Cái này tới 25kg vừa. 10-25kg nhá. Rồi cô đó em nhặt lại với cô đó. Chị Nhung lại đi đại cô này. Đại cô. Không còn gì. Đây. Đại cô đây. Đại cô đây này các bạn. Đại cô 8898. Còn gì 2 gì đó. Chị Hồng Lan lấy gì này chị ạ? 8898 em có thể hình trong group rồi. Em có thể hình trong group rồi đó. 8898 nhé. Đại cổ. Jean dài này là jean cổ luôn. Jean đại cổ luôn. 129 Quảng Châu. Có một màu gì nhé. Bình Vương cái mã này Bình Vương có chưa? Đại cho Út Thanh Lê. Đại Song An. Cặp Su Boy. Màu bạc, đang chốt màu bạc trước. Đại Út Thanh Lê, đại cho Song An. Bình Vương chưa có, Bình Vương ơi. Rồi em ơi, đại cho Út Thanh Lê, cặp đại cho Song An, cặp cho Su Boy. Rồi, cặp cho Bình Vương. Cặp cho Bình Vương. Đây là màu nhạc. Màu đậm đó. Cặp cho Bình Vương. Đậm, đây là đậm. Đây là đậm, nó hình như màu đậm, ai lấy đậm của mình đậm. Ai lấy đậm của em đã sửa mẫu chưa mà em đem lấy. Đậm, mẫu này 8. Việt Nam hàng Quảng Châu mình đâu. Hàng Việt Nam mình Sài Gòn, mình hàng Sài Gòn. Rồi ai lấy cho mình em màu đậm, cho mình đậm. Đây là đậm màu bạc. Bọc cho mình ra. Cặp đậm cho Huỳnh Vương. 8898, cái hàng này 8898, chứ xin lỗi. Bọc luôn. Phân size và xếp vô đem vô. Thật đó. Tám tám chín tám đây. Nhung kéo như kiểu hàng thun như thế này mà hỏi Nhung là giãn không? Siêu co giãn. Ờ, cặp đậm Hình Vương. Em, cái hàng cổ của BB nằm đâu? Ông BB thì ông có theo hướng kiểu dạng như hip hop màu. Cổ khủng của BB. Cái hộp hàng khu nhà em nó mặc lên hiện size 32, size này lớn nhất bao nhiêu? Hết bao giờ mà. Hiện mặc được không? Không được. Mặc được mà ngồi không được. Size cao nhất đâu mà. Chơi mà đứng mặc chơi kia mình ngồi mặc. Hàng
khủng, hàng khủng các bạn ơi. Trời, cái hàng này mặc lên là tuyệt vời luôn này. Cổ nó đẹp lắm luôn hàng này nha, đẹp hơn gấp ngàn lần hàng Quảng Châu. Mấy áo bỏ mẫu rồi. Hàng khủng luôn. Hàng khủng, hàng khủng thế. Đây em, hàng khủng. Trời, nó đẹp tuyệt luôn. Khủng ngân su su có bao nhiêu đi nào? Khủng phi chiến động. Hàng khủng ngân su su. Thảo Trần, kéo hẳn lên. Rồi Thảo Trần. Giá 99 ngàn thôi sale. Sale 99 ngàn. Rồi ông được rồi, ông kéo cái áo xuống một cái mà ông nhìn thấy toàn là ba múi không? Đằng sau đằng lưng. Anh này bao nhiêu ký vậy Hiền? 77 ký hả? Sao ngày xưa mày báo chỉ có 70 mày lên đây chết mẹ lên chứ lầm. Lầm tâm như này là hỏng trơn rồi. Mỗi kiếm đồng tập gym mỗi lần ăn tập gym. Nhà em lính nhà em là tập gym nha các bạn nha. Lính nhà em quên mất có ai thần kinh như chị mày không? Đưa lên cho các bạn khách coi thì cầm điện thoại này. Trong khi điện thoại like nó nằm đâu. Đang tính nói nè. 77 ký các tình yêu ạ, thằng cu. Nhân viên nhà em là toàn bộ buổi sáng là tập gym nha, kinh khủng lắm. Tập gym mà nhảy aerobic các bạn cứ tưởng tượng nhà em rất là mắc cười. Cái ngày mà bị Covid á, sáng sớm mở nhạc lên loạn hết cả nhà lên bắt đầu nhảy như kiểu dạng như là một cái tập thể yêu thể thao nhưng thực chất không có đâu. Không ai ngủ dùm các bạn đâu. Thấy không? Thương không? Đây. Anh em nó đây. Cởi hả? Mày có Coca thì là Coca thì uống cả thùng. 99 ngàn. Khủng này có size gì nhỉ? Không biết nhưng mà đại loại em nó 77 kg đấy. Cao mét nhiêu thế? Em là em 70. Cao mét 70, thế mày còn thấp hơn cả thằng cu Nam à? Ủa sao lại thấp hơn Nam? Không, sao không? 70. Nó to như thế này không? 77 kg mà cao 1m70. Rồi ok. Không, Nam cao hơn. Rồi bắt đầu nè em ơi. Dí nhờ chị Bỉ nè em ơi. Khủng nè em bóc Nhung cây hàng khủng nè. Hàng khủng. Chị Bỉ nha. Em có chốt. Xem cái nào mềm, mềm rất mềm. Mốt ơi, mềm. Mềm lắm luôn, Nhung đảm bảo mềm lắm luôn. Chị bán tầm, à không, cái hàng này 48kg không vừa đâu chị. To lắm. Thôi to rứa đừng lấy chị, nó to lắm chị. Hàng này các chị còn không có bán mà. Rồi, gì nhỉ? Lê Thanh. Lê Thanh nha em ơi. Lê Thanh chứ không phải Út Thanh Lê đâu. Lê Thanh. Là em lấy cái này phải không? Hai Lê Thanh, 99 ngàn phải không? Huỳnh Vương. Anh Thái sao vừa, anh Thái 100 là mấy ngàn? Mày nghĩ sao vậy, anh Thái sao vừa? Mới có 77 ký mà nó chỉ vừa cái đó thôi. Quần sám trên tay chị đây là hàng Quảng Châu, nó là hàng Quảng Châu, nó may kiểu vầy dầu kiểu dạng như vầy đây, ngầu bụi bạc. À em coi đây sám không thanh lê thanh bỏ ra mà, lê thanh bỏ ra bạn lấy cái này lê thanh bỏ ra cái này size bao nhiêu là lớn nhất Nam? Rồi size lớn nhất bao nhiêu thì em lấy cái hàng này nè. Lê là hàng BB mà, cái này là hàng của BB mà, hàng cô của BB mà, nó hàng siêu VIP của chị em mình đấy. Lê Thanh bỏ ra, ok Lê Thanh lấy cái quần này, cái này 129 ngàn, hàng BB 77 kg đó, này size nhóm size 32-40 gì đây là từ lừa ta lạ, to chà bá lửa, hàng cô khủng của BB đó, jean BB đó chứ không phải trên thường đâu, mắc như ma, cái hàng đó nghiêm cao lắm luôn. Ok các bạn cơm xong chưa? Hả? Mập ăn chưa? Hả? Ăn chưa em? Ăn chưa rồi, còn tết chị. Sao em lùa lúc nào vậy? Lúc em lùa lắm chán. Đầm nhiều lắm. Sám cho mít ướt em ơi. Em ơi, sám cho mít ướt. Mà kêu không mới đẩy. Nay có đập sạch cổ. Hôm nay đập sạch cổ không chị? Quần dài hết sạch còn đúng một màu duy nhất em ạ. Quần dài bây giờ muốn lấy thì lấy hàng của BB. BB nó còn đỉnh hơn, nói không phải hoa Mỹ nhưng mà Quảng Châu nó được thơm cái mũi cái tiền gọi là hàng quan của hàng nước ngoài thôi. Chứ mà này 129 cho Hà Đình Việt luôn.
hàng Quảng Châu. Chứ thực chất chất zin Sài Gòn của mình là đỉnh lắm rồi. Mà đã vậy là hàng hàng bên BB nữa thì em nói là không có, mà không có để mà bán, chỉ sợ là giá cao quá thôi. Đó, trong khi đó chị em mình nhập được giá sale thì còn sướng hơn nhiều. Hà Đình Việt, ok, cảm ơn Hà Đình Việt. Còn dài còn mẫu không? Móc cái hàng sách nách cho chị Nhung. Còn cái thằng này là hàng cổ khủng, túi hộp, túi đồ, đã lắm. Rồi cái này ai chưa lấy, lấy này, chị Hà Đình Việt lấy set zin về bán lẻ này. Set zin về bán lẻ này, màu ta, màu cam này. Màu cam nha, đưa chị Nhung ba lỗ hàng ép zin luôn. Móc chưa? Màu cam, màu xanh. Mày đi nhanh vậy con viết kia, chị còn đang live mà xong đi buổi chiều. Màu đỏ. Đỏ, ai lấy đỏ, mình đỏ. À, đầm dập ly lên chưa đang? Em giao chưa? Chưa, chưa giao. Trong chiều nay có hết, trong chiều nay có hết. Yên tâm đi, đơn này có hết. Và đơn này có hết nha bé lại. Mà giờ này các em chưa lên. Rồi đỏ, vàng, đen. Lá, bạn nào chưa lấy lô này lấy luôn các bạn. Lá. Trắng thì còn mỗi đi cổ hết luôn. Trắng còn một nhí. Trắng còn một nhí và một cổ. Đẹp cực kỳ. Trắng một nhí một cổ. Rồi xong, lấy đầm cho chị. Chị Bỉ ơi, chị Bỉ có chân lai không? Chị Bỉ của em, yêu của em. Thương quá hả? À? Sao khách của em thôi. Trời ơi, này. Trời ơi, giả ma. Trắng còn một suốt này các bạn này. Trắng còn một suốt. Bộ này nó đẹp lắm luôn. Trời ơi. Chị Bỉ ơi, hàng này nó đẹp kinh khủng luôn này. Còn bao nhiêu đi nhỉ? Trắng còn một nhí đại, trắng còn nhí đại cổ, trắng còn nhí đại cổ các bạn nhé, trắng còn nhí đại cổ. Trắng còn nhí đại cổ. Được giá sale luôn. Cái hàng này đi giá sale sạch túi với chị Nhung luôn. À, tiền tiền nó là một cái sự luân hồi các bạn. Tức gọi là chuyển giao từ túi người này qua túi người khác và nó sẽ không tự biến mất đi. Nó chỉ từ truyền ra từ người này qua người khác, từ các bạn, từ khách lẻ qua các bạn tới em, rồi em lại tới tới vải, tới buôn, và xong cuối cùng nó lại quay về các bạn, túm lại là nó cứ như thế, khổ lắm, đúng không? Chứ chị em thì nhiều khi cũng chả thấy mùi tiền đâu, em chưa kịp ngửi đó, nó bay mất, bốc hơi nhanh lắm, nhà em bốc hơi nhanh lắm, nó đi như kiểu một cơn gió vậy, nó lướt qua nhà em cái nó đi mất tiêu. Rồi nhí đại nhá, giá sale hàng này thì hàng này là 8595, hàng này 8595 và 114. Hôm nay sale sốc cho mọi người luôn đây, sale luôn cho mọi người 72 luôn. 72.000 còn ít nên sale 72 7282. 99.000, ok chưa? Nhí đại cổ ai chốt nhanh thì được, tại vì hàng này cũng đã hết. 728299 chốt cho hết luôn. Cọc giúp em 1 triệu để lấy hàng, cọc giúp em 1 triệu. Nhí đại trắng cho chị là Hà Đình Việt. 7282 và 99. Đẹp tuyệt vời luôn, nhận về tiền đến xong rừng chị Nhung, chị Nhung bỏ két. Mẹ được bỏ két tặng mừng lắm luôn á, thiệt chứ. Chứ còn gì nữa chuyện. Chốt cho Hà Đình Việt đúng rồi, không lấy cổ uổng lắm luôn, các bạn nên lấy cổ. Nhí đại cho Út Thanh Lê. Chốt cho Hà Đình Việt quá. Đúng. Cái bộ này mà 72.000 không ai tin luôn. Đầm dập ly, cầu vòng không. Không, má đó, cái má đó chưa làm ra luôn nó chưa được. Rồi ai lấy trắng không, làm trắng. Rồi đen tôi chết mất, đen tôi chết luôn. Đen em xỉu luôn. Trời ơi, nhẹ rồi đen. Biết rồi, nhưng mà không, không, má đó không em yêu. Trời ơi này. Ghét không tả nổi luôn tình yêu. Trời ơi, Thanh Thúy. Ôi trời ơi, nó đẹp. Rồi, chút một đen đây cho chị. Rồi, đen đại cổ cho Thanh Thúy. Thanh Thúy, em ơi, đen đại cổ Thanh Thúy, Nhung đang sell cái lô này cho nó gọn nha. Còn ít thì Nhung sell đấy. Chứ hàng này là 100%, 1.000 phần nàng lỗ. Khi nào tiền bỏ két là ngừng buôn quần áo chị nhỉ. Tiền đẻ ra tiền nên nó nhảy lung tung. Đã nói là đi từ tay này qua tay kia, tiền chưa ngửi thấy mùi ra bay bốc hơi. Về hít hít cái rồi bay luôn. Nên hết thì cô biết. Đen đại cổ chị Thanh Thúy, em cảm ơn chị. Đen đại cho Út Thanh Lê. Đen nhí đại cho Hà Đình Việt. Đại cho Hà Đình Việt, được chưa? Đen nhí cho Mít Ướt, đen đại cho Lên Lạnh.
cô tông. Nó là cô tông của mình luôn em ạ, cô tông luôn. Nó giống hàng Quảng Châu, à, giống hàng Quảng Châu, y hàng Quảng Châu, y hàng Quảng Châu luôn. Bậu cầu vòng đăng còn ba, còn ba màu còn không chị. Bộ gái quần cầu vòng, mày nói nhiều cái mã thì nhưng không biết mã nào luôn. Rồi đen xong, tới màu nào em nhỉ? Vàng. Đẹp như hàng Quảng Châu luôn. Cái này các chị lấy nhiều lắm luôn rồi, tại lô sản xuất nhiều quá. Mùa dịch mà các cô gái của em cắt một màu 30 mấy ri. Móc lên đây cái nhìn nó kiểu u đồ xem nhìn luôn. Đây, lật. Dây dựa đâu hết rồi. Đây ha. Ai lấy vàng có bằng vàng giúp em, vàng, vàng cho mít ướp. Ướp là gì? Vàng đại. Vàng đại, vàng xanh. Sao tội nghiệp? Anh còn một mít được rồi. Chị bị đâu rồi ta? Đen chết lên chưa? Vàng đại cho mít ướp hả? Đầu tư hả? 50 móc à? Nhìn móc không bị nghiệp không? Rồi ai lấy cho mấy em xanh, xanh đẹp quá. Xanh các bạn nhé, xanh có bằng xanh. Xanh. Đây đây xanh, các bạn xanh nhìn chị. Xanh. Thế anh em zin nó xanh đại cho Út Thanh Lê. Tên nào bốc vậy? Quần jean bé gái đại. Rồi bây giờ bắt đầu qua cái hàng ba lỗ của FG, ba lỗ FG. Cái này thì mỗi cái này em còn được khoảng tầm 3 cặp màu lá. 3 cặp màu lá. Không. Đây không phải là ép zin. Đỏ nhí cho bạn nào nhỉ? Đỏ nhí là cái này. Ủa là mình có đỏ nhí đâu ta? Có nhưng mà chưa chiều. Đây mới là ép zin này. Nam ơi. Ba lỗ ép zin mình còn bao nhiêu đi? Xong lên đầm nhá. Lôi đầm ra chị Nhung xeo đi, quên mất. Cái mã này em lôi nhanh, cái hàng này đại cổ. Hàng của nhà bên này này. Vải đẹp tuyên cờ luôn, chính phẩm 100%. Cặp lá đại cô khủng nhá, hàng này hàng khủng. Đại cô khủng 93108, 93108 đại cô nhá, hàng này nhận về nghìn luôn. Cái chất vải của nhà này nó hàng khủng. Zin đùi gái không còn sót zin nào luôn, em lên lạnh luôn. Xong lên đầm. Rồi ai lấy vàng comment vàng giúp em. Vàng. Vàng nhá. Xanh than. Cái hàng này chúng ta sẽ bán quanh năm chứ không phải mỗi mùa này. Bán quanh năm luôn, bán quanh năm luôn. Rồi ai lấy vàng. Hàng cùng bên nhà Tuna Tina đó, hàng bên nhà Tina. Ôi trời có quần ở ngoài. Xanh ngọc, ai lấy xanh ngọc Buma là con mình. Rồi màu be. Be nha, ai lấy be cam. Bảng màu của chúng ta đó. Rồi. Nhà mình ơi ai lấy màu nào? Đầm dập ly đâu chị? Đầm dập ly chưa? 100% chiều nay sẽ về nhưng mà giờ này chưa lên. Rồi FZ này, hàng FZ này Út Thanh Lê này. Đây FZ đây. Trời ơi. Cam còn gì? Áo chủ nó ra qua chưa vậy? Giờ này còn chưa ra áo của chủ trời. Áo chưa em ạ? À? Áo chưa? Lúc nào lên mua hộ. Rồi cam nhí đại cổ nhé, cái này là cam nhí đại cổ, cam nhí đại cổ, đẹp cực phẩm luôn. Cam nhí đại cổ nha, cam nhí đại cổ, cái quần của chúng ta nó như thế này. To, à, Minh Thơ, to đấy, để cho mấy đứa nhỏ mặc thử cho em nhé. Em, lấy một bộ cổ của cái hàng kia cho bạn nào đó mặc thử đi. Em 77 ký. Một vàng, một xanh thì cũng đẹp rồi.
Rồi ai lấy xanh mà xanh em 77 cho em rồi. Xanh kiểm tra hôm qua em lấy này. Cái hồ này hả? Ngân Chu Chu lấy hồ nào vậy em? Em không nhớ luôn. Chị Vĩ đâu rồi? Ủa thêm lâu rồi. Không thiên nào hoặc đọc thì lên. Đọc như em mới nhận đơn được nhá. Rồi ai lấy xanh cho bằng xanh. Lá. Ủa? Bạn kia bắn về nào. Lá này, ai lấy lá của mình lá như thế. Camera nha. Đó, kiểm tra dùm chị Nhung, chị Ngân Chu Chu lấy cái hàng này lấy màu nào. Đỏ, này, gọi đồng kia bên kia. Đỏ, đỏ, đói bụng. Thức thịt ơi, cái hàng này ba lỗ, Edzin 8999114 8999114 em yêu của chị nhá, Mỹ Đại Cô Đỏ. Ngân Chu Chu lấy gì rồi? Ủa, má này má Edzin ba lỗ. Đại xanh, đại cam, đại đỏ. Thịt em mới chị Ngân Chu Chu ba màu rồi ạ. À. Ngân Chu Chu ba màu, đại cam, đại đỏ, đại xanh. Xanh da đó. Rồi, đỏ nè, Nhí Đại Cô nhá, Nhí Đại Cô. Lá Nhí Đại Cô. Mặt màu đen lắm thì rồi đưa màu áo đen cho em á. Rồi ai lấy xanh cơ bằng xanh. Xanh cơ bằng xanh. Làm nhớ chơi chơi mình đi đâu hả? Cam cơ bằng cam. Đẹp tuyệt vời luôn. Con Thịnh lấy màu nào? Con Thịnh ơi, lấy màu nào? Hàng ép zin đó, hàng ép zin đó. Thiên An ép Zalo cọc giúp em nhá. Xanh Đại Cồ cho Mỹ Dung, chị bị đâu rồi ta? Cái này Nhí Đại Cồ, con to lắm, 8999114. Đại Cồ Mỹ Dung. Suốt cho chị Bỉ phải à, chị Bảy phải không? Bảy lấy Đại Cồ luôn phải không chị Bảy ơi? Hay là Nhí Đại thôi? Sai nào báo em? Cam này. Không làm không biết, không nói chuyện này, tôi đi em lên nói chuyện lên. Xanh này. Màu nào cũng đỉnh hết, màu nào này, lá này, cái này phải nó tươi nó ra con. Đi em rồi. Đỏ. Cũng tính lấy màu nào ủng hộ luôn đi. Cái màu đó. Chơi bằng nhỏ thì chơi bằng đấy. Nhí Đại cho Bảy, ok, Nhí Đại Bảy. Đen cổ rồi thôi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xả đầm. Ok, bắt đầu xả đầm cho mình. Đầm đâu rồi? Đầm còn bao nhiêu lô? Đầm còn những lô nào để chúng xả đầm? Xem đầm xíu xong bắt đầu hàng. Ồ màu à. Về chúng ta nào. Ok, đang chuẩn bị trên đường đến. Rồi. Ồ màu à. Rồi, đầm đi em ơi, phải đầm. Đưa chị Nhung đầm. Cái đầm này đẹp cực kỳ luôn, hàng Luni này chị Huỳnh Vương này. Rồi cái này còn một ly hả? Bắt đầu sell hàng này. Mỗi màu còn 2 ly hả? Rồi cái này còn một ly duy nhất. Tôi đổi mẫu đen. Lúc nãy lấy Đại Cồ màu xanh lá. Được chị ơi, chị Thanh Thúy bỏ cái mẫu đen hồi nãy là mẫu đen này. Rồi bán lấy Đại Cồ màu xanh lá Edzin được chị Thanh Thúy. Chị Thanh Thúy ơi, chị Thanh Thúy ở đâu vậy chị Thanh Thúy nhỉ? Ở đây trong Zalo của em tới 4 chị Thanh Thúy luôn. Chị Thanh Thúy ở đâu vậy ạ? Chị Thanh Thúy ở đâu vậy? Báo cho em cái tên, cái gì nhỉ? Cái địa chỉ của mình thôi. Thôi này. Còn một ly duy nhất nhá. 59k, giá sale đấy, hàng này VIP của VIP luôn. VIP cực luôn nha, 59.000 cái đầm này. Đẹp lắm luôn, trời nhận cái đầm này về các bạn nhìn luôn, nhìn 59.000. Thanh Thúy ở Tây Ninh, ok. Rồi ai lấy ủng hộ em Nhung 59k, hàng này nhận về là các bạn coi luôn. Ồ, nó đẹp, giá ma luôn, còn một ly hả em? Còn một ly. 7, em ơi, cái này của chị 7. Đấy. Chị 7. Viết tên chị 7 rồi. Cái này còn đúng mấy đi? 2 đi. Này còn 2 đi. Còn 2 đi sản. À, cái này 59.000 form to nha, 35kg mặc vừa luôn á. Đã lắm luôn rồi. Ai lấy cơ mà em giúp này cổ sen này. Đẹp cực kỳ luôn. Trời ơi đẹp lắm luôn. Cổ sen sau lưng cũng có sai. Cái này á thoải mái luôn, 50 mặc rộng luôn á, 50kg mặc rộng luôn. Thằng này đạo bảo mọi người là 60 mấy kg mặc vừa. Rồi cái này ai lấy xanh không? Xanh. Xanh.
xanh 60 59 ngàn. Cái này là xay đại, đại hay cổ à? Đại còn gì? Cái này đại còn một ly. Đại còn một ly. Treo 79 ngàn, cái này đại. Cái hàng này nó là hàng lên nền, vải lên nền 79k đại. Nhà mình ơi, ai lấy đại không? Mình đại giùm em 79 ngàn giá treo, 79 ngàn treo nhé. 79. Okay, rồi. Trộm. Xanh này cho bạn Lê Hình Nguyên. Cái gì nhỉ? Hình Vương, còn không? Hình Vương này. Hình Vương mới Lê Hình Nguyên, biết đi em ơi. Hình Vương mới Lê Hình Nguyên. Nên Lê Hình Nguyên treo 59 ngàn trổ cái bãi đẹp lắm. Rồi cái này có một đi trộn. Trộn em tính cho mọi người giá 57. Trộn. Ai lấy trộn ủng hộ em nhưng trộn 57 ngàn. Trộn 57. Còn đi Lê Hình Nguyên với bạn Hình Vương. Trộn cho chị Hình Vương luôn em. 57 ngàn cho Hình Vương. Hình Nguyên hả chị? Lướt, trộn được hết một lượt em nha. Đây Hình Vương. Hình Vương. Hình Vương à, trộn cho Hình Vương luôn. Rồi ai lấy vàng ủng hộ Nhung vàng. Cái này là 35kg mặc vừa. Hàng này to lắm, đã lắm luôn á. Rồi 59 ngàn rẻ kinh khủng luôn. Rẻ kinh khủng. Rồi ai lấy vàng ủng hộ Nhung vàng. Có đi vàng. Một đi vàng thì ngân xuất xu lấy mấy hàng này bán này cho nó VIP này. Hàng này gọi là đỉnh của đỉnh đỉnh á. Rồi vàng cho bạn Minh Thơ Nguyễn. Vàng Minh Thơ Nguyễn này. Thấy chưa? 35kg mặc vừa các bạn nha. Hàng này 359 ngàn thôi. Nó đi tới 97, 98 ngàn đó. Mà chị em mình đi có 59 ngàn. Cái đầm size to này. Đã chưa? Rồi đó. Rồi nhưng mà tím này là tím trộn luôn. 57 ngàn tím trộn. Lẫn một cái màu đô, một cái màu xanh. Trộn 57k. 35kg mặc vừa. Hàng này đang khan kinh khủng luôn. Vải đẹp ngất ngây luôn. Trộn. Ai lấy trộn cho mình trộn. Trộn tím. Trộn tím Lê Hằng ơi. Trộn tím cho Lê Hằng. Hello chị An Nhi. Trộn tím cho Lê Hằng. Tím này còn đi một chữ nữa đâu rồi. Trộn tím Lê Hằng. Tím còn không em ơi? Đi hết rồi. Ông chơi cái gì hết. Dạ ông tím ơi đi đâu vậy trời? Đi lấy mẫu mà. Ôi ôi cái xanh tây này. Xanh da đẹp chưa? Này. May hai lớp tay thầu. Á à, trời dáng bao nhiêu đó. Đẹp tuyệt vời luôn. 59 ngàn giá sale nha. Hàng này sale đó. Trời ơi. Một cái đầm như thế này, hai lớp mà có 59 ngàn ở đâu ra? Tây kinh khủng luôn, cái này đâu ra đẹp kinh khủng. Mỗi bạn ủng hộ mấy ly đi các bạn ơi, đẹp quá chịu không nổi luôn cái đầm này nha. To lắm, để mở mọi người xem sơ sơ nào. Mở này xem. Xanh cây này, lấy bạn nhờ này. Bảy này, Huỳnh Vương này. Lê Hằng này, Trang Trương này. Ôi ôi nè, 35kg mặc thoải mái luôn. Có 59 ngàn không ai nghĩ đúng không? Minh Thị Huyền Trang luôn. Không ai nghĩ cái đầm này 59 ngàn luôn, bán bao lời luôn. Bán ra 180 còn rẻ nữa đừng có nói. Thấy chưa? Bán ra 180 còn rẻ chứ đừng có nói. Đây, số lớn nhất của nó đấy. Cái đầm như thế này các bạn nhìn đã không? Dương Bảo Anh ghép Zalo cọc giúp em nhé. Em nhận đơn được ạ. À? To, đã, 35kg. Ái Vân Bùi luôn em ơi. Ái Vân Bùi luôn. Chị An Nhi luôn. Nhìn thấy cái đầm này em teo mà. Đó nói là hàng này không có giá nghiêm giá này đâu, mơ cũng không có, các bạn đi phải nhập với số lượng lớn cũng không có cái giá đu buôn kiểu tụi em nữa. Vải chất ai nhận hàng Luni rồi cho thẳng luôn các bạn cứ coi cho comment luôn đi. Ai bán Luni rồi cho những comment đi, tại vì sao ạ? Nhiều bạn bảy như chị bảy chị ở Hà Nội thì không biết. Cái chất nó mướt, nó mượt và nó không nhăn như thế nào nhá. Cái này Hà Nội không có đâu. Đó, An Nhi có luôn chưa em ơi? An Nhi có chưa? Không em phải cọc cái gì yêu mới. Dương Bảo An cọc giúp em nhận đơn được, thông cảm nhé. Cọc giúp em ạ. Rồi ai lấy xanh cho mình xanh. Không chỉ cứ theo dõi đi, khi nào mà tin tưởng em Nhung rồi sẵn sàng thì cọc giúp em nhé. Không các bạn cứ theo dõi đi, tại vì hàng em like liên tục nhiều lắm. Không rút sợi, chuẩn luôn. Đó. Vải mướt cực luôn. Ai chưa lấy lô này, tại vì lô này em về cũng nhiều này. Màu sữa đẹp tuyệt luôn. Y như vậy sữa, ai đây sữa ngủ em Nhung sữa. Sữa nha. Sữa các bạn ơi, ai lấy sữa, cái hàng này mặc sướng lắm. Sướng. Không bao giờ. Dễ thương quá, 200 cho chẵn. Nhí chúng ta ví dụ như là em cộng lên đây để em đi xanh. Rồi xanh cho Dương Bảo An luôn. À, Dương Bảo Anh, cảm ơn em. Nhắn thông tin nhá, Nhung nhận đơn một ri. Sữa được bao nhiêu ri? Sữa cho Ngân Su Su, Huỳnh Vương, Minh Thơ Nguyễn. Xanh của Dương Bảo Anh viết cho em. Rồi, sữa Ngân Su Su, Huỳnh Vương, Minh Thơ Nguyễn, Lan Kim,
7 Lan Kim 7 An Nhi Kim Nguyễn vải ok lắm, Lê Nguyên bán rồi này, ai chưa bán là các bạn biết này. An Nhi có chưa? Trang Trương hoa 10 giờ. Trang Trương hoa 10 giờ. Lê Hùng Nguyên hồi này có xanh cho em. Máu luôn hay gì? Xanh cho Lê Hùng Nguyên luôn đây. Tức là cái màu này họ chỉ làm đầm dập ly về trưa. Đầm dập ly trong đây. Các bạn chờ chứ không gọi. Nó lộn xem tình hình quần áo. Em cảm ơn chị nhé. Cho em cọc 1 triệu, giúp em cọc 1 triệu và từ cọc vào đơn khi các bạn chốt đơn. Các chị lưu ý giùm em là em không có nhận cọc, em không có giữ cọc nhé. Dương bảo anh nên em không giữ cọc, khi mà các bạn chốt đơn các chị sẽ trừ luôn giùm em tiền cọc giúp em nhé. Chủ động trừ gà trừ luôn giùm em. Dương Bảo Anh đẹp nhờ, nói cái đầm gì đâu mà 59 nha, thương ghê. Cái này họ bán bởi vì do là 34 họ kẹt vốn, họ cứ cần xoay mà cái giá bây giờ vải nó lên theo từng mét rồi, nên bởi vậy chúng ta nhập với giá này là quá hời luôn, thơm kinh khủng. Rồi màu xanh sữa đẹp đấy, đầm thì may hai lớp, cái thương ghê. Hai lớp sữa cho mình sữa hai màu. Thấy Lê Nguyên có rồi. Đầm Luni này là size từ 1 đến 8 Dương Bảo Anh ơi. Đầm 1 đến 8 từ 15 kg. Không, cái này chốt 13 kg thì cho được 35 kg. Sữa thì có rồi chị An Nhi nhá. Có rồi ạ, An Nhi có rồi nhá. An Nhi có sữa, có xanh luôn rồi, có xanh có sữa. Hàng này đây là số nhỏ nhất. Đây là số nhỏ nhất. Sữa Ninh Thùy Huyền Trang. Đây là lớn nhất số 8 nó to như thế này. 35 kg mà thoải mái luôn. Rồi. Cháu em 35 kg mà. Đỏ hồng hết sạch không còn viên nào hết. Em ơi, mấy cái lô đỏ hồng đâu nhỉ em nhỉ? Mấy lô kia? Còn mấy lô, đảo côn và lô chuồng. Rồi cái này cũng vậy. Đưa chị Nhung mấy cái lô đỏ. Sữa cho Ngọc Minh luôn. Không không, đỏ lô khác chị ạ, đỏ lô khác, còn lô này chỉ còn đúng hai màu này hết sạch. Nó cắt chính xác là nó cắt hai màu này. Cái xanh này nó khác nha. Còn cái xanh này nó là khác, xanh này nữa này. Mắt được luôn, nhưng mà cái kiểu này mới chỉ đúng đấy. Cái tay của nó đấy ạ, trời ơi các bạn nhìn nó xếp ly này. Xếp ly này. Nó cưng cái cổ nó này. Mặc lên nó xoay, các con xoay một cái vòng luôn là hả. Nó xoay vòng một cái là xòe như kiểu nàng công chúa luôn. Một cái đầm như thế này 59 ngàn. Em đang lấy ở đây là lấy sale cho các bạn, giá sale. Chứ nghiêm các bạn đi lấy không bao giờ được giá này luôn. Cổ bèo này, trời ơi đẹp chưa. Rồi ai lấy cho mày em số 1, mã này mã khác nha mọi người ơi, mã này mã khác nha. Mã cổ, hồi nãy là mã không cổ. Hồi nãy là mã như thế này không cổ. Cưng lắm luôn, đây mã này hồi nãy là đây. Hồi nãy là cổ chữ U. Tay bèo như thế này, được chưa. Còn bây giờ là có cổ, Duyên ơi là Duyên đi học thêm. Đi chơi, đi học thêm đồ này kia. Mặc lên nó xè bồng bềnh luôn. Rồi ai lấy xanh không bằng xanh. Rồi cũng sữa có hai màu thôi ạ, xanh sữa. Xanh và sữa nhé, xanh và sữa. Bạn nào lấy ủng hộ em xanh và sữa. Váy đi học à? Sữa này cho Lan Kim. Sữa này cho Lan Kim đúng không? Lan Kim, Phương Uyên, Huỳnh Vương sữa. Phương Uyên, Huỳnh Vương sữa. Cưng nhỉ? Mấy cái đồng này mặc lên cưng sữa. Nghĩa Phương Uyên, Huỳnh Vương, Mỹ Dung, chị Mỹ Dung là sữa luôn. Rồi xanh cho hoa 10 giờ. Xanh. Chưa, đầm dập ly chưa có, đầm dập ly Nhung chưa về, về một cái là Nhung búc liền á. Yên tâm, cổ trụ với đầm dập ly nó cùng cùng một bên mà. Ê tâm chổi mắt cua tết lên. Giờ nghe chị Nhung giống như nghe Mỹ Tâm hát vậy đó. Bây giờ em toàn xanh không đây. Em nhận hàng rồi hả? Sữa với xanh cho lên hàng luôn, nhận chưa?
cảm ơn chị mới nhận phải không? Ngân Su Su kiểm hàng báo em nhé, có gì báo em. Hai màu ốp quên bốc một lần. Bây giờ muốn chọn gì kiểu dạng vậy đấy. Sứa cho Lê Hình Nguyên luôn. Mới nhận, dạ, đây có hai màu cưng nhỉ. Nhìn thấy ghét, đỏ cưng lắm luôn, nó hàng này cưng cực kỳ luôn. Cảm ơn các chị, tại vì các chị ở tận xa vẫn ủng hộ em Nhung rất kiên nhẫn. Ủa cái áo đó mình còn không không? Cái gì? Áo em đang mặc. Áo này Google vậy. Bà tiền bà cho. Bỏ đầu quăng trực tắp năm nay giờ lấy rồi. Giặt một cái không kín thì bông cũng sợ. Nói làm sao với em của ta. Tiền cho nó cái. Cái kiểu này nè, cái kiểu này nó đó sang lắm luôn. Từng làm mà cảm ơn Dương Bảo Anh ok đâu. Rồi Dương Bảo Anh em thấy tiền cọc của chị tới rồi, chị chỉ cần chị chỉ cần cho em thông tin nữa thôi là ok nhé. Cho em thông tin để like nhé, à, trong thông tin để bên em chốt đơn đấy nhé. Em like tới giờ tới tối luôn nha Dương Bảo Anh. Hồi nãy thì dặn chốt cái gì nữa em cũng không nhớ rồi. Cái đầm này cái tay của nó là tay cánh vuông, cực kỳ đơn giản nhưng mà vô cùng là sang, sang lắm luôn. Đơn giản sang, đằng sau có dây kéo vải luni luôn. Đằng sau có dây kéo nha. Và giá của chị em mình cũng là 59 ngàn sale. Sang, đơn giản, đẹp chưa? Rồi ai lấy vàng ủng hộ Nhung vàng nha các bạn nhé. Vàng, vàng, vàng. Cái mã này còn gì? Mã này còn mỗi màu này hả? Màu đó, màu đỏ với màu vàng. Vàng Dương Bảo Anh, đẹp chưa? Trời ơi, đơn giản vậy thôi nhưng mà khi con mặc lên nhìn con cực kỳ sang luôn, cực kỳ đỉnh luôn. Cá tính nhìn chất cực kỳ luôn, chất lắm luôn nha mọi người nha. Rồi ai lấy đỏ mà đỏ, tay cổ vuông. Lô này chỉ còn hai màu vàng và đỏ. Lô này còn hai màu em ơi, còn hai màu. 59 ngàn, Luni một giá sale duy nhất, một giá sale duy nhất. Đẹp tuyệt vời luôn. Rồi vàng cho Dương Bảo Anh, vàng cho Hoa 10 giờ. Đỏ cho Hình Vương. Đỏ Hình Vương. Có hình mà, thể hình trong lúc rồi mà Ninh Thị Hình Giang. Đỏ Phương Trinh. Nó khoe hàng hàng xeo, hàng hàng phách mà. Hàng xeo. Anh xin ra mà lại xeo. Chị Huỳnh Hồng ơi, 59 ngàn nhá, 59 ngàn. Những cái đầm này để các bạn bán lễ, đẹp lắm. Này cho em bán không biết bao nhiêu luôn, hết rồi cái lô này về. Đấy, hàng hàng. Lô này em cắt tới tận đấy nha. Rồi đỏ, vàng, 2 màu, 59k. Rồi tiếp tục mã đầm chuồn chùa này còn cứng cưng nữa này. Đầm chuồn chùa. Thấy chưa? Cổ xếp đi như thế này. May ren xịn, kinh khủng. Các bạn nhìn này, nhìn này biết ngay ren xịn như thế nào. Đằng sau tím, dây kéo cùng màu, dây kéo khóa cùng màu. Rồi ai lấy tím, ủng hộ em Nhung tím. Tím nha, tím và vàng. Lô này có 2 màu. Đỏ và vàng màu này cho Thiên An. Nhắn Zalo liền Thiên An. Nhắn đi xong rồi xíu nữa kết thúc like tìm cách chuyển khoản. Không là không ạ, em không chuyển khoản là em không nhận đơn được ấy. Trời ơi, tiền ngon lấy chứ tiền. Thiên An, Thiên An nhắn Zalo cho em nhé. Đây, đưa nhiều tao lấy rồi này. Rồi, cái mã này. Tiền ngon chê. Dáng Barbidon. Có 2 màu, tím và vàng. Hết luôn rồi đó. Tím cưng nhá. Rồi tím cưng lắm. Cái đầm này đi biển là tuyệt vời luôn. Mát ruột luôn. Mát rồi rồi nhá. Tím. Vàng. Đằng sau xịn sò đầm 4 nút. Cái này là 4 nút. Đẹp chưa? Rồi tím, vàng. Ai lấy comment em màu nào? Báo em màu đỏ. Vàng. Đỏ. Tua lại màu nha. Tua lại các đầm đây ạ. Rồi vàng và đỏ. Hai kiểu. Chưa? Váy không ảnh ạ. Những cái hàng này có ảnh hết rồi đấy chị Ngân Su Su. Hàng này em có hình em thấy trong group rồi mà. Sĩ hợp bố nhà. Lô này. Đúng không? Những cái lô này hồi nãy giờ các bạn like đó. Này nãy giờ thì các bạn lấy lô này rồi. Lô này mình còn không nhỏ lắm nhỉ? Lô cái cổ này này, mình còn.
đừng mấy đi rồi đó. Phải luôn. Đã mới mấy đi đây rồi đó. Lô này hết luôn rồi. Một vòng chứ màu gì? Ô chị nhắn Zalo đi, em gửi lúc đó. Vàng và tím cho Thiên An luôn em ạ. Vàng và tím cho Thiên An. Thiên An nhắn Zalo Nhung nha. Tiếp đầm Luni đi chị. Ai mà bán hàng này một lần là các bạn sẽ bị nghiện. Tại vì cái phong cách của Luni nó rất là bánh bèo. Cực kỳ bánh bèo luôn. Cái này là tính ra là gần như là size đại luôn rồi, còn gì nữa. Nó gần như size đại luôn rồi đó. Thì vì form của chị em mình đang lấy ở đây form to lắm. Rồi lôi hết mấy cái đầm kia ra cho Lucia luôn. Đầm Luni nữa, à đầm băng kít nữa. Mình lựa những cái lô đầm băng kít xịn sò đen xuống. Vải thật mềm mà. Em lua lại màu cho các bạn nhìn cái khổ này. Nhìn kia. Đây. Rồi anh Văn ơi, đẹp binh khủng luôn anh Văn. Tay con. Đẹp lắm luôn. Nè. Cái này là gọi là mã đầm gì đây em nè? Cổ bèo. Rồi này, có hai màu. Má cổ bèo có hai màu, cổ bèo có hai màu, màu xanh và màu hồng. Màu xanh và màu hồng. Huỳnh hồng sữa. Có hai màu, mã cổ bèo này có hai màu. Dáng Barbidon khi mặc lên nó con đứng một cái xoay tròn cái là xòe phồng luôn. Rồi, cổ bèo này có hai màu xanh và hồng. Xanh và hồng nhá. Xanh và hồng. Rồi, em vắt lên vai cho các bạn nhìn tưởng tượng. Tí gửi ảnh cho em với. Ừ. Rồi, ai lấy cổ cái này trong group rồi đó. Rồi cái này thì form nó to lắm luôn, tất cả đầm Luni đều form to giống như các em đang mở. Tại vì này, đây đang cầm trên tay là số 8, em đang cầm trên tay là số 8 nha mọi người nhé. Được chưa, đây số của nó to nhất thế này, to nhất đây, các bạn khỏi phải lo đi đầm đại nữa, tại vì cái số 8 của nó chính là đại mất rồi đó. Được chưa, rồi em đây đâu, cái này sai nhí đâu, đây nhí đâu, không phải nhí mà số 1 đây. Mã này thì em có hai màu, xanh này đẹp. Xanh này nhìn khác nha các bạn nha, nhìn đừng tưởng xanh. Treo lên nhìn nó đa, cái shop của chúng ta nó bắt mắt lắm luôn. Lô này là lô cổ chữ U. Kiểu cổ chữ U, tay phồng hai lớp. Rồi chân cái phía dưới này cũng hai lớp luôn, đẹp tuyệt vời luôn. Có hai màu sữa và xanh. Sữa và xanh nha mọi người nha, hai màu cũng sữa và xanh. Xanh này khác. Xanh. Sữa và xanh, ok chưa? Rồi bạn nào lấy cho mình em sữa và xanh nha. Hai màu. Cái này là mã cổ bèo hai màu luôn. Rồi, zoom này hồi nãy giờ các bạn chưa lấy. À, còn cái đầm tay vuông. Nhiều quá trời mã luôn. Cái này các bạn cứ lấy hết thì các bạn treo lên không nghiền thôi luôn. Rồi, tay vuông này là có đỏ với vàng. Đơn giản nhưng mà rất sang. Mấy cái kiểu này con mặc lên nhìn cá tính cực kỳ suông chứ A. Cái này bé gầy, bé cao, bé mập đều mặc được hết. Đó. Vải nó mướt bóng lộn như vậy các bạn. Mướt lắm luôn. Ai lấy cho một em xanh. À cái này là vàng với đỏ. Vàng với đỏ. Tím. Rồi cái này là đầm vàng vàng đó, vàng cổ vuông tay vuông nó cho chị 7. Vàng cổ vuông cho 7. Còn cái này là đầm chuồn chuồn. Bốn nút, đầm bốn nút nha, đầm bốn nút như thế này. Rồi ai lấy comment giùm em gì nhỉ? Ai lấy mã này comment giùm em màu tím, tím hồng. Trương Vĩnh Phúc là Trương V Phúc là bạn nào vậy? Rồi ai lấy tím với vàng, có mình tím vàng giúp em. Tím vàng. Tím vàng, nút tím cho chị 7 luôn. Giá của chị em mình là 59 ngàn. 59 ngàn tím với vàng. Rồi bây giờ bắt đầu tới cái zoom này nè. Trời ơi ăn chơi đúng bài luôn á. Cái này mới gọi là ăn chơi này. Này mới gọi là ăn chơi. Hà Đình Việt vô sau thôi. Em vừa lua xong cái báo đi lại lên lại. Nè. Cái này là zoom phía đằng sau. Đằng sau cột nơ giúp em như thế này. Ở trên này có cột nơ, dây kéo khóa xịn kinh khủng luôn. Phía đằng trước hai cái túi. Đó là zoom. Zoom rất là hiếm, thị trường không có. Rất là hiếm luôn, các bé mặc lên sướng cực kỳ, dễ thương lắm, đi chơi đồ này kia. Đi du lịch đi đồ, đeo thêm một cái đôi giày bata nữa đúng bài luôn. Cũng 59 ngàn luôn, may cái zoom cực rất nhiều luôn, rất là cực có túi nha. Rồi, zoom này cũng có hai màu sữa với xanh, zoom sữa cho chị Huỳnh Hồng. Hai màu xanh. Không bán lẻ chị ơi. Đẹp nhỉ. Đẹp không? 59k xanh, ai lấy xanh cho mình xanh. Đấy, nha.
zoom hai màu, zoom sữa cho Ninh Thị Huyền Trang. Zoom hai màu, đẹp cực. Các bạn nhìn nó ren, bộ ren của nó. Các chị nhìn cái tờ, cái hệ thống ren của nó biết ngay là hàng xịn rồi. Nhìn cái hệ thống ren của chúng ta đây đang live đây đây, em đã thấy biết đẹp rồi nhá. Zoom sữa Minh Thơ Nguyễn, sữa cho Dương Bảo Anh. Zoom xanh cho Thảo Trần, zoom xanh cho chị Huỳnh Hồng. Đẹp chưa? Đó, được chưa? Chị Hà Đình Việt lấy chưa? Má này lấy chưa chị nhỉ? Em không nhớ tại vì các chị lấy nhiều lắm rồi. Mai thứ bảy đi hàng của em nha, chủ nhật em bán. Ok gái. Ngày mai kiểu nào anh cũng đi à? Hàng của em hình như đi luôn rồi chứ hả? Hàng bỏ lên lạnh hôm nay đi chưa? Đơn mới đi à? Đơn ngày hôm qua đi cho em nhỉ? Không, chị Nhung bán xỉ không bán lẻ. Không bán lẻ em yêu. Mua lẻ nhưng không bán được nha. Rồi, đây Hà Đình Việt ơi nhìn giùm em. Chúng ta có mã đầm. Đây là gọi là mã đầm 4 nút. 4 nút chúng ta có tím này. Babidon, dáng tay xếp ly bèo bèo như thế này. Đẹp nhỉ? Cưng lắm luôn mấy cái đầm tiểu thư của nó. Tím và vàng nhá. Tím và vàng. Ai lấy tím vàng không? Tím vàng giùm em. Tím vàng mã 4 nút này. Rồi tiếp. Cái này là tay vuông. Tay vuông có đỏ này. Tay vuông có đỏ nha. Tay vuông 4 nút vàng cho Lan Kim mới là Huỳnh Hồng. Vàng cho Huỳnh Hồng luôn. Tím cũng rất là đẹp. Má 4 nút này. Hai màu. Vàng Lan Kim, vàng Huỳnh Hồng luôn. Em cảm ơn các chị. Rồi ai lấy comment em. Còn cái đầm mà cổ vuông giống như Ninh Dương Lan Ngọc trong phim đây. Đó, cái này là mã đỏ, gồm có đỏ với lại vàng. Vàng 4 nút cho anh Đoan luôn, cưng kinh khủng. Cái mã này mặc lên sang lắm, mã đơn giản mặc sang lắm. Trời ơi. Này. Tím và vàng cho Hà Đình Việt luôn 59.000, giá bèo giá mang luôn. Hà Đình Việt. Rồi vàng 4 nút này luôn cho anh Đoan. Ok. Cái này tay vuông có hai màu. Em đang luôn lại, tay vuông này có hai màu, màu đỏ và màu vàng. Xinh ạ. Không, anh Đoan là vàng, Hà Đình Việt là tím với vàng. Bắp. Ok, có giờ đấy chị Ngân Sư Phô. Ông quá hả, nhận rồi đây. Đây, là cái bộ hồi nãy này này chị này. Đó đây này, bộ này đấy. Đỏ với vàng cho Hà Đình Việt luôn 59.000 giá sale nhé. Những hàng này các bạn về các bạn treo shop lên sướng kìa. Má này còn hai màu. Xanh. Ôi, cái má này muốn xỉu luôn. Em thiệt luôn, con gái em vừa là em sẽ cho các bé mặc liền, cho con mặc liền. Cưng không? Cưng lắm luôn á. Trời ơi này, cái tay của nó cổ. Cái này có hai màu thôi, cái này cũng có chơi hai màu thôi, xanh với sữa. Xanh sữa, mát được vừa cô. Xanh sữa, đẹp cực cái mã này. Babidon đầm xòe, khi mà mặc lên nó xòe, quay một cái xòe luôn. Cũng hết rồi đó, cái đầm này cũng gần hết rồi các bạn nhé. Kiểu dáng này rồi. Xinh không? Rồi ai lấy sữa xanh? Đó là cổ cổ sen. Còn cổ chữ U, cái hàng này là 35kg, tất cả hàng này đều là 35kg mặc vừa hết. Tay vuông là màu vàng cho Ninh Thị Huyền Trang. Tay vuông này này em này. Ninh Thị Huyền Trang. Rồi, sữa này cho em Thiên An em ơi. Cảm ơn Thiên An nhé. Sữa này nhé, sữa bèo này Thiên An. Với lại xanh sữa này cho chị Hà Đình Việt luôn em ạ. Xanh sữa này cho Hà Đình Việt. Rồi. Cái xanh này nó khác với hai xanh này khác nhau hoàn toàn các bạn nhé. Hai xanh khác nhau hoàn toàn. Cái xanh này nhìn nó cũng lạ lắm này. Xanh này cũng lạ lắm. Cái kiểu này nhìn này, hai lớp tay phồng. Trời ơi, dễ thương nhỉ. Kiểu nào cũng đẹp hết, đầm may kìa. Hai lớp như vậy, tay hai lớp. Siêu nhân không biết còn hay không. Tại vì siêu nhân nhung nhiều lắm mà hôm nay không biết còn hay không. Yêu chưa? Yêu chưa? Xỉu luôn á, xỉu luôn á. Trời ơi, quá trời là lạ luôn. Rồi xanh lạ này cho bạn Vivi. Cô trẻ hả em hả? Rồi sữa này cho anh Đoan phải không? Anh Đoan lấy sữa này luôn phải không em hả? Rồi xanh này cho Vivi. Rồi sữa này cho bạn anh Đoan. Rồi xanh với sữa cho bạn Hà Đình Việt luôn. Cho chị Hà Đình Việt luôn. À anh Đoan ở lấy sữa này em này. Anh Đoan ở lấy sữa này. Babidon tay cổ này. Đi học quá lịch sự luôn, đi học đi chơi đều được. Đi học đi chơi đều rất được. Vivi ủng hộ Nhung cảm hai màu luôn hả? Vivi này. Em ơi Vivi sữa này luôn em ạ.
anh Đoan lấy sữa này nha. Rồi Vi lấy sữa này, xanh này, sữa này. Hả? Ừ. Rồi xanh sữa cho Vi. Phong của chị em mình nó to cỡ này đây, để các bạn yên tâm mà lấy bán. Tầm như thế này mà 59k thôi. Nhiều lắm. Rồi tiếp ơi em ơi, kiếm đầm nữa chị Nhung nữa đi. Đầm hả? Ừ. Lôi hết đầm ra. Chị, mấy cái đầm potpourri đồ này kia đó. Cái đầm đẹp đẹp ở dưới đó đó. Đưa Nhung lỡ rồi, Nhung xeo xeo luôn cho các bạn luôn đi. Cái zoom nhìn mặt sang chưa? Zoom thì có hai màu. Zoom có hai màu. Xanh và sữa luôn. Túi mổ này. Nhìn này, zoom đó các bạn ơi, zoom ấy, trời ơi, nhìn ghét. Cảm tình luôn, đẹp tuyệt vời. Đó, zoom. Đầm thung mình còn không nhỉ? Đầm thung thì chắc là chiều hôm nay thì không kịp rồi. Chắc là phải like tới tiếp theo rồi chị ạ. Đầm thung, đầm maxi, em có đầm maxi, đầm maxi bằng thung. Cái đầm này cưng quá này, cái này thì nó là vải KT Thái. Hàng này hàng mới, KT Thái, ok em sao đầm này cho các bạn. Em treo đầm của băng kít. Ai mà lấy đâu, ai lấy được một ly băng kít về các bạn nghĩ luôn. Băng kít là dòng hàng cao cấp, nó đi xỉ không bao giờ dưới 120. Đầm quả bí tây giá ma luôn, các kiểu bé gái không thiên an chơi nhung xíu kiểu nhiều lắm này. Ôi ơi, đây là đầm quả bí. Quả bí khi con mặc lên cái tay của nó phồng phồng lắm, cách nách kiểu vậy. Đầm quả bí đẹp kinh khủng khiếp luôn, 59.000 luôn. Hàng này thì nó đi xỉ 120 chứ không phải là đi rẻ nha. Mấy cái hàng này này, 120, sang cực. Đầm quả bí còn có ri, cái này có hình, hình bé em gái mẫu mà đẹp. Đầm quả bí, von, vải mắt, rượt, may hai lớp. Von mặc hai lớp, may hai lớp. Thấy chưa? Rồi ai lấy quả bí của mình, quả bí giùm em. Quả bí, 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 bí. Đầm này là đầm vàng. Rồi đẹp chưa, hai tầng như thế này, ở trong lớp cô tông, ở trong lớp cô tông nhé. Cái này ăn đông, có hàng của ăn đông. Rồi cái đồng này là cũng là 100 mấy đây, xeo cho mọi người thôi, xeo đại đi, còn một ri hả, cái này còn mấy ri, sau này bao nhiêu, còn một ri. Rồi xeo luôn mọi người, 79.000. Mày một ri nhé, nhất quên là một ri đâu. Xeo 79k luôn, rồi lỗ tắm luôn, chơi luôn đi. Rồi xeo 79.000 luôn. Bí này cho chị Giáng Ngọc này em ơi. Bí này 59.000 cho chị Giáng Ngọc. Này là size 35kg mặc vừa. Rồi ai lấy vàng, đẹp nhỉ. Ai lấy vàng không, còn vàng giùm em. Vàng 3D 79.000. Rồi Burberry lót này, hàng lót này. Ủa hàng của chị Giáng Ngọc đâu rồi? Cái màu đầm màu vàng đó hả chị? Không, ý là chị nói là có một đơn của chị đâu rồi, chắc là chưa đi quá. Các em chưa, em nghĩ là chắc chưa đi rồi. Chắc đơn nhỏ. Không, caro caro các bạn này. Ôi ghét không. Vải khỏi chê, hàng của băng kít nha các bạn, khỏi lo nha. Form phải nói là đỉnh vô cùng luôn, nhà này nó làm form đỉnh lắm luôn. Form đỉnh, may đẹp nhá, caro 59k. Form cực đỉnh luôn, form cực đỉnh luôn. Hàng này mắc giá ma luôn. Caro cho chị hình vuông, dáng ngọc, dáng trần. Ủa mà có mấy đi? Viết đi. Báo số lượng cho chị. Có ri thôi, ri 10. Này, đây có hình vuông. Có ri duy nhất thôi. Hàng này các bạn nhận về là nghìn luôn. Thôi, rồi. Ô, cái hàng này các bạn nhận về là sướng lắm luôn á. Mà quần màu không tặng quần luôn. Có luôn. Cái này nó xếp ly như thế này là các bạn này, von vải von ra gì đó chứ trong. Trời ơi cái này các bạn ơi, em nói thiệt sự luôn á, nhìn này. Trời ơi cái này lỡ tầm size số 4 nhưng mà nó to quá. Số 4 59.000 luôn, 59.000. Còn hết chưa, cái này còn một ri duy nhất hả? Rồi 59.000. Hàng này hơi mắc, hàng này mắc lắm nha, nên các chị bán đừng có rẻ, nhập 59. Cái đầm này các bạn bán 200 vô tư luôn á, nhưng mà nên đang nằm ở trong cái cữ seo nên em seo nha. Này của Ngân Su Su này em ạ. Ngân Su Su, vải của nó là vải Roga, Volga gì đó.
Hàng này mắc nhủ ý, khách đi nhập nghiêm nó là 130, 140. Dương Bảo Anh đi 10. Mới đi cuối cùng cái này đâu, cái này mẫu nằm đâu? Dương Bảo Anh với Thảo Trần. Hết. Hết luôn. To. Lúc tiên 35 kg mặc vừa. Em cầm cái số mà em chỉ sợ mọi người. Bữa hôm trước mắc vừa lắm, chị kia chị nhận về. Chị nói trời ơi em ơi đầm to quá chị không bán được. Chị chỉ bán được size 17-18 kg. Với em nói chị trời ơi, à, người ta đang cần size to mà. Trời trời ơi size nhí của em đã 15 kg rồi. Ôi, số 1 15 kg. Số 10 của nó là 38 kg. Nên các bạn bán xuống vô cùng luôn. Không có hàng, hết mất rồi, hát hết rồi. Trời ơi. Nhận những cái hàng này về là nghiền luôn. Nó lót cho các bạn như thế này. Hàng nó vít giả mà. Hả? Chỉ vì nó còn có 1 ly. Đâu rồi? Đầm 2 giây em chốt hết sạch. Đầm 2 giây hết sạch cho Bình Vương. Này của Bình Vương đi mua. Coi số nhỏ nhất bao nhiêu ký. Bình Vương tất cả phải hàng phải biết hết. Đằng sau là dây kéo rồi kèm theo cả cái này. 3, 4, 5, 6, 7, 8 nè. À không, mình nhầm. Cái này hèn chi ta kéo được. Cái này nó hở dây, hở lưng. Bình Vương đúng không vậy? Nó hở lưng. Bình Vương. Người lá còn ri caro này nha. Còn ri bắp caro hả? Còn ri caro. Còn ri caro. Cho chị Giang Trần em ơi. Cho chị Giang Trần. Rồi, váy hồng đó cho ai nhỉ? Váy hồng chị chốt ra nhỉ? Cái váy xanh này còn được mấy đi? Giang Trần hả chị? Giang Trần, Caro, Giang Trần. Số lượng bao nhiêu? 10 luôn. Em ơi cái hoa này có bao nhiêu ri vậy em? Hoa còn 1 ri duy nhất. Ơi, Nam nó nổi ở đâu ra những cái hoàng mà chỉ có 1 ri duy nhất mà sao đẹp như thế này cơ. Má ơi. Ngân su su luôn. Kiển ơi à, em yêu. Ngân su su. Thế luôn, mỗi thứ có ri thôi. Hàng này nếu là hàng dòng hàng mắc, hàng của băng chiếc là dòng hàng mắc, form nó to mà cái đỉnh lắm. Cho ngắm cái đống gen cái đã, không cần nhìn gì cả, nhìn cái đống gen này không là tiền không mà. Gen bán theo mét mà, nhìn cái hệ thống gen, nhìn cái gen không là các bạn biết là mắc rồi. 59.000 sạch, bông hoa, trời ơi nhìn. 59k đang xẻ xả 59.000 rồi, ai lấy cho mình em cái này, cho mình em số 10 đi. Số 10 cho tròn chục. Ôi, 59.000 bán một nút nhạc luôn em nói thiệt luôn. Với cái giá mà bây giờ các bạn đi nhập nó cao mà nó là trên đỉnh trời xanh. Mà chị em mình nhập vào 59.000. Bán cho dù bán có 99.000, 90.000 chúng ta vẫn đòi được 40. Khó khăn thị trường, khó khăn đó. Chưa kể là cái đầm này bây giờ nghiêm nó đi là toàn 120 không à. 120 mà chưa chắc đã form đã to như chị em mình đâu nha. Rồi cái này 10, số 10, số 10. Ai đây số 10, con này số 10. Đầm đi. Đầm đi chơi. 10 đó cho hoa 10 giờ. Còn không? Chị là còn 10 không cho chị Giang Trần? Ở trên nóc nhà không? Cái này còn 4 cái đầm KT Thái. 4 cái đầm chụp mẫu mà quên không bỏ vào. 4 cái đầm lên chụp với quần jean. Dạ chị ơi, trụ thì chưa lên, quần jean thì em lên đủ các kiểu nãy giờ. Có 4 cái, số 8 hết nha, 4 cái số 8 hết luôn, size đại. Ai lấy nhanh thì em tính cho mọi người giá 75.000, cái hàng này size đại. Không, nó là trộn đấy em Giang, Giang ơi, này là trộn, cái này đi chụp mẫu, đi chụp mẫu xong rồi quên không bỏ vô riêng hàng. Chụp mẫu cho chị Giang, 75.000 size đại. Cái đầm này em có hình mà nó là nhận về, các bạn mê người luôn này, em cho các bạn đang khan hiếm đầm công chúa, mà đã vậy ra cái đầm này.
những cái hàng này có hình như thế này. Và bây giờ làm sao mà lục lại để cho các chị coi đi. Hình hết đây này á. Hàng VIP của em đó, mà bây giờ làm sao mà lục lại được cho các bạn đây xem. Nó nhiều lắm luôn á. Thấy không, mẫu mặc mẫu đồ luôn á. Hàng này của tụi em làm ra là giá nó kinh khủng mắc luôn, để em coi này. Lô này cưng chưa, mặc hè là đúng bài luôn, đi chơi đi đám cưới đồ này kia đi tiệc tùng nhá. Lô này em còn một ri xanh 100+ luôn á, hàng này này màu xanh nha. Còn đi xanh, còn đi trắng, hàng này là mẫu mặt đẹp lắm luôn. Trời ơi này, tiệc đám cưới, von mềm nhũng, nó là hàng von ngoại. Cái này là hàng von ngoại hết. Mà năm nay đang khan kinh khủng luôn. Ok, sale 59.000 luôn. Về một nốt nhạc bán hết luôn. Không phải size đại đâu chị, cái này không phải size đại đâu ạ. Cái này là size nhí đó. Nhưng mà có điều form nó to. Trời ơi, nhìn ghét không? trắng bán lẻ hay là chị lại có hàng không bán lẻ. Trời ơi, nhìn cái đầm này sướng quá, con gái của tôi trắng đâu. Sao 59.000 cho ngân chu chu ngân chu chu trắng có 3 đi đi như vậy luôn, xanh em phân hợp đến trắng cho xem được. Cái này có ghi 7 rồi. Đếm lại, đếm lại. Phân hợp. Cái xanh nó ngọt. Trời ơi, đã ghê. Đẹp quá, nâng niu luôn. Trắng thì dung lê. Dung lê. Đây cái khóa đằng sau. Nãy báo Nhung là bạn Nguyễn Thị Thùy Dung à? Nguyễn Như Ngọc là ai quên rồi. Trắng Thùy Dung lên. Nguyễn Thị Thùy Dung hả? Nguyễn Thị Thùy Dung phải không? Nhưng quên nó tiêu rồi. Đấy rồi đó. Đám hả? Đám này rồi. Em là Nguyễn Thị Thùy Dung ở đâu? Dung đợt này nghỉ lâu thế. Nghỉ lâu quá nên bây giờ này Nhung đi tìm em không có này. Xanh cho Thùy Dung phải không? Chấm Zalo lại Nhung với đi em. À, Dung ơi, Dung chấm Zalo Nhung với. Long Xuyên Phong Nguyễn Thị Thùy chân. Dương à, chấm Zalo Nhung với nha. Chấm Zalo xanh cho Nguyễn Thị Thùy Dương. Em đang đầm chị ạ, Sơn ơi, hôm nay em chủ yếu đang đầm với phép bộ. Đầm bán lễ mà. Đẹp lắm luôn, những cái hàng này nó còn đẹp hơn hàng Quảng Châu mà form nó to và bá lộ xanh. 59.000 Nhung sale. Áo trụ nữa. Cảm ơn tôi nha, cảm ơn. Đúng rồi. Rồi xanh cho bạn ok Nguyễn Thị Thùy Dương rồi. Không, nhắn đi, nhắn cho Nhung với. Cái này là size 18 nhưng mà nó to lắm chị Sân ơi. Size 18, hàng có hình ấy, hình em thấy trong group ấy. Size 18, nó là đầm dây như thế này. Size 18 nhưng mà form nó to, đây số nhỏ nhất đây. Xanh với trắng, hai màu. Xanh với trắng. Sale 59.000. 59k. Này cổ mẹ mặc cổ. Đây là cổ mẹ mặc cổ. Cổ mẹ mặc cổ. Chờ Nhung xíu thì cơ. Cổ mẹ mặc cổ.
này là cồ. Ai lấy ri này là biết bán quá trời của đất, bây giờ còn ri. Tính 59.000 luôn. Trời ơi. Thề luôn, nó đẹp. Trời ơi, nó đẹp lắm luôn. Ồ. Nó đẹp lắm luôn nha, đã đẹp cực kỳ luôn. Ồ trời. Vải đẹp tuyệt vời luôn, size cồ. Còn đi vàng, còn đi vàng, còn đi vàng, ai lấy vàng không được vàng, còn đi vàng. Ủa Nam ơi, rồi cái đầm này là đầm 7 màu con đi. Còn sót 1 ri luôn hả? Đầm 7 màu này còn đúng 1 ri đại. Đại nhí vậy. Đầm 7 màu còn 1 nhí, 1 đại nhé. Không 1 nhí, size số 9 chắc là đại nhí à? Còn một nhí thì nhá, nhưng mà sai chỗ này to nhất. Đầm 7 màu đạn. Tối live tiếp các bạn. Yên tâm, tối lại đầm live bộ nữa mà. Đầm 7 màu đại này. Ai lấy đại cơ mình đại. Sale 59.000 luôn. Cái đầm 7 màu nó đẹp lắm. Để em cho các bạn xem đầm 7 màu. Trời ơi. Nói không phải đâu, đỉnh kinh khủng luôn. 59.000 luôn. Nhật đi hả? Thấy chưa? Đi luôn. Đi luôn. Thằng nào đi bơi? Cái nhà này để nó đi bơi. Rồi xong. Nghỉ nghỉ giải lao xíu thì các bạn ơi, xong rồi lát lại tiếp nhá. Nghỉ giải lao xíu xong lát lại tiếp. Lát nữa chúng ta sẽ like tiếp. Lát nó lên cổ trụ, về cổ trụ xong chúng ta like nhé. Rồi tạm biệt các bạn ạ. Chúng ta sẽ like tiếp một xíu nữa. Chèn xe đi thôi, nghỉ một xíu cho nhung ơi, nghỉ nhung điên cơm mình nói thôi.